chương 81, không phải là cậu rõ ràng nhất sao? Diệp Oản Oản thờ ơ lạnh nhạt thấy Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm bị Thẩm Mộng Kỳ làm ống pháo, hung hăng nổ sung đối với chính mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một màn này thật đúng là quen thuộc. Tiếp trước chính là như vậy, mỗi lần đều là Thẩm Mộng Kỳ núp ở phía sau giả bộ làm người tốt, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm ra mặt cho cô ta hận chính mình. Trước cô là cùng Thẩm Mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên, còn có Phương Cầm là đang ở một cái nhà trọ, thậm chí ngay từ đầu quan hệ của cô với Giang Yên Nhiên cũng không tệ lắm, Phương Cầm là một cỏ đầu tường, ai cũng không đắc tội. Nhưng là sau đó, cô cũng không biết tại sao, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm dần dần bắt đầu liên kết gạt bỏ cô, hung hăng yêu cầu nhà trường đổi nhà trọ. Rất lâu sau đó cô mới biết, có lời đồn đãi nói cô thường xuyên được xe sang trọng đưa đón, cùng người ngoài trường lui tới cặn kẽ, ám chỉ cô bị bao nuôi. Bởi vì lời đồn đãi không tốt có liên quan tới cô càng ngày càng nhiều, không người nào nguyện ý cùng với cô ở cùng nhau, cô mới bị một mình một gian phòng. Những lời này từ đâu mà truyền đi, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm tại sao lại tin tưởng như thế, có thể tưởng tượng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Oản oản tựa như cười mà không phải cười hướng phía Thẩm Mộng Kỳ nhìn một cái. Còn muốn giả bộ làm Bạch Liên Hoa sao? Cô ngược lại muốn nhìn một chút Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm sau khi biết được bộ mặt thật của bạn cùng phòng Hiền Lành đơn thuần, sẽ là phản ứng gì? Thẩm Mộng kỳ quen dành về đùa bỡn lòng người, tiếp trước dựa vào hai mặt nhưng là chiêu mộ được không ít mạng giao thiệp, hơn nữa nhờ những người này mà từng bước từng bước leo càng ngày càng cao. Cô dĩ nhiên không phải một người duy nhất. Giang Yên Nhiên cũng là một người trong đó, cha mẹ của Giang Yên Nhiên đều là lão tiền bối trong vòng giải trí, tương lai Giang Yên Nhiên là đạo diễn quốc tế nổi danh thầm mộng kỳ thành danh tác chính là nhờ cô ta dẫn đường. Chỉ là, cuối cùng bên trong cái vòng này công nhận nữ đạo diễn tài năng, kết quả lại cực kỳ thê thảm, ở thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa, cắt cổ tay tự sát chết ở trong bồn tắm nhà mình. Đối với cái chết của Giang Yên Nhiên bởi vì ngoại giới tin đồn nhộn nhịp, phía chính phủ cho ra đáp án dĩ nhiên là chứng uất ức, nhưng mà chân tướng là chồng của cô ta tống tử hàng ngoại tình, mà vượt quá giới hạn đối tượng, chính là người hợp tác tốt với cô ta người mà một tay cô ta đào ra nữ chính thẩm mộng kỳ. Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, Giang Yên Nhiên một mực yêu sâu đậm Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng đối với cô ta cũng chỉ có tình anh em, sau đó là bởi vì cha mẹ áp lực mới cùng với cô ta kết hôn. Giang Yên Nhiên đại khái cho đến chết mới biết, Tống Tử Hàng trong lòng ánh trăng sáng, lại là người thân cận nhất, người thân tín nhiệm nhất. Thời điểm 7 năm trước này, Giang Yên Nhiên còn không có cùng Tống Tử Hàng lui tới, nhưng tống tử hàng cùng thẩm mộng kỳ là đã sớm làm với nhau, giống như đối phó với anh của cô oản oản. một dạng thẩm mộng kỳ đối phó nam nhân trước sau như một sáo lộ đều là không chấp nhận cũng không cự tuyệt. treo bọn họ chờ giá cao, tìm kiếm lợi ích lớn nhất, thậm chí nhất là hưởng thụ khoái cảm cướp đồ người khác. trong đầu thật nhanh thoáng qua những tin tức này, diệp oản oản không nhanh không chậm mở miệng nói, mộng kỳ, tôi theo lăng đông là chuyện gì xảy ra? cậu không phải là rõ ràng nhất sao? tớ. Tớ cũng là vừa mới biết a. À. Thẩm mộng kỳ mặt đầy không hiểu. Không biết tại sao, Diệp Oản Oản biểu tình không khỏi để cho nàng có chút bất an. Diệp Oản Oản một bộ vẻ mặt bình tĩnh nói, tôi đã nói với cậu nữa à, tôi âm thầm nghe được lăng đông cùng mấy người bạn thân đánh cuộc thua, cho nên phải theo đuổi tôi. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng bọn họ đùa thôi, không nghĩ tới lăng đông thật sẽ đến theo đuổi tôi, cậu không nhớ sao. Nghe được Diệp Oản Oản nói lăng đông lại là vì nguyên nhân vậy mới theo đuổi cô, Mọi người nhất thời bỗng nhiên lộ ra biểu tình tình ngộ, nếu là như vậy, hết thảy đều giải thích hết a. Cậu chừng nào thì nói, Thẩm Mộng Kỳ chân mày nhíu chặt, chương 82, lộ ra bộ mặt thật. Ngay tại thời điểm Thẩm Mộng Kỳ muốn phủ nhận Diệp Oản Oản căn bản không nói qua, Diệp Oản Oản giống như lơ đáng hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn một cái, sau đó một bộ vẻ mặt quan tâm, thuận theo mà nhắc nhở Thẩm Mộng Kỳ nói, chính là ngày này cuối tháng trước, cậu không phải là cùng Tống Tử Hàng đi công viên chơi sao? đại khái là bên kia quá ồn cậu không có nghe rõ lời nói của tôi chứ thẩm mộng kỳ nghe nói như vậy trong nháy mắt nhất thời sắc mặt trắng bệch hốt hoảng hướng phía giang yên nhiên nhìn lại đáng chết tháng trước cô ta quả thật cùng tống tử hàng đi công viên lúc ấy diệp oản oản không biết bởi vì chuyện gì gọi điện thoại cho cô ta cô ta đang hưởng thụ sự ân cần ôn nhu của tống tử hàng không có thì giờ nói lý với cô tùy tiện nói mấy câu lấy lệ liền tắt máy nhưng diệp oản oản làm sao biết chẳng lẽ là cô ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Đáng chết, hết lần này tới lần khác con ngu này lại còn ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp đem chuyện này nói ra. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Yên Nhiên đột nhiên đổi sắc mặt, cô nói cái gì? Cuối tháng trước, thầm mộng kỳ cùng tống tử hàng đi công viên. Phương cầm cũng có chút trợn tròn mắt, ngày đó là sinh nhật Yên Nhiên, Yên Nhiên cố ý mời tống tử hàng, lúc đầu chuẩn bị tỏ tình với hắn, kết quả tống tử hàng không có tới, ngay cả cậu cũng nói cơ thể không thoải mái không tới được, cậu. Ngày đó cậu làm sao sẽ cùng với Tống Tử Hàng? Nghe đến đó, tất cả các nữ sinh vây xem cũng đều bối rối, Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kỳ coi như bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên, quan hệ lại tốt như vậy, không có khả năng không biết. Thẩm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng, dưới tình huống biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị ngay ngày sinh nhật đó cùng Tống Tử Hàng tỏ tình lại lừa gạt Giang Yên Nhiên nói cơ thể không thoải mái, sau đó len lén đi theo tống tử hàng hẹn hò. Mọi người vây xem nhìn chằm chằm, biểu tình của thầm mộng kỳ nhất thời thay đổi. Cõng lấy sau lưng bạn tốt đi cấu kết người cô ta yêu thích, đây không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Diệp Oản Oản nghe được lời nói của Phương Cầm, nhất thời sau đó bày ra một bộ vẻ mặt hốt hoảng nói nhầm, ánh mắt lóe lên nói, tôi là không phải nói sai lầm rồi cái gì. Lời nói này của Diệp Oản Oản chưa dứt, nói một chút càng chứng thật độ tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết thẩm mộng kỳ quan hệ với Diệp Oản Oản rất tốt, cho nên Giang Yên Nhiên sẽ như thế tin tưởng thẩm mộng kỳ trước nói tới những lời đồn đãi kia, ngược lại, tự nhiên cũng sẽ tin Diệp Oản Oản mới vừa rồi trong lúc vô tình thố lộ mà nói. Huống chi Giang Yên Nhiên không phải người ngu, sợ rằng trong ngày thường cũng phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên, Giang Yên Nhiên lập tức tay run run lấy điện thoại di động ra, mở ra tống tử hàng tháng trước cuối tháng phát cái kia vòng bằng hữu chỉ thấy tống tử hàng gửi một tin nhắn yêu thương yêu nhất cuộc đời này chờ em tốt nghiệp thêm nữa bên trong ảnh là một tấm hình công viên trong hình chưa từng xuất hiện người thật lại có cái bóng hai người kéo dài một nam một nữ ý này rõ ràng cho thấy tống tử hàng cùng đối phương tỏ tình mà đối phương trả lời hắn sau khi tốt nghiệp chung một chỗ sau sinh nhật giang yên nhiên liền thấy cái tin này biết Tống Tử Hàng không có tới sinh nhật của cô, biết là hắn muốn tỏ tình với cô gái mình thích đã lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, cái tên Tống Tử Hàng lừa gạt đến xít sao tình yêu thực sự, cái người mà cô luôn muốn biết là ai, lại là người mà cô ta coi là bằng hữu tốt nhất thầm mộng kỳ. Khó trách, khó trách Tống Tử Hàng sống chết không nói cho cô ta rốt cuộc là ai. Hắn gắt gao bảo vệ người mà ở ngay bên người cô ta. Giờ phút này, Giàng Yên Nhiên mặt đầy không cách nào tin nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ, "Thẩm Mộng Kỳ, cậu nói cho tớ biết, đây là chuyện gì?" "Tống Tử Hàng cho tới nay yêu thích người kia là cậu?" Chương 83, một tay vỗ không lên tiếng. Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới một câu nói vô tâm như vậy của Diệp Oản Oản liền để cho cô ta, Mộng Kỳ chọc tới phiền toái lớn như vậy, thật là hận không thể tại chỗ đem cô ta Oản Oản xé đi. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, cô ta, Mộng Kỳ chỉ có thể đè nén lửa giận bể đầu sứt chán mà mở miệng nói yên nhiên cậu nghe tớ giải thích sự tình không phải như cậu nghĩ vậy tớ ngày đó đi tìm tống tử hàng là có nguyên nhân tớ là vì cậu a à, ngày đó người ở chung với hắn quả nhiên là cô cho nên cô thừa nhận thật sao tống tử hàng cho tới nay yêu thích người kia chính là cô giang yên nhiên vừa nói đột nhiên có chút điên cuồng mà nở nụ cười ha 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 thầm mộng kỳ tôi thua thiệt không biết chuyện gì giống như một kẻ ngu một dạng ngày ngày chia sẻ tâm tình với cô. Cùng với cô thảo luận nữ sinh tống tử hàng yêu thích sốt cuộc là ai? Cô xem tôi như người ngu ngốc một dạng không biết gì cả có phải rất thú vị hay không? Xem tôi thương yêu hắn đến chết đi sống lại, người hắn thích nhưng là cô, cô có phải hay không rất có cảm giác thành công? Cô biết rõ tôi vì ở ngày sinh nhật đó chuẩn bị tỏ tình với hắn, chuẩn bị lâu như vậy, còn khẩn trương đến chừng mấy ngày, buổi tối không ngủ được, lại cố ý ở đó ngày lừa gạt tôi theo hắn đi ra ngoài, cô còn nói cô là vì tôi. Thẩm mộng kỳ vội la lên, tớ là vì đi nói cho hắn biết đấy. Giang yên nhiên vẻ mặt cười lạnh nhìn cái tin nhắn yêu thương của Tống Tử Hàng trên điện thoại di động, ngay sau đó hung hãn đem điện thoại di động nện ở trên mặt cô ta, nói rõ ràng. Cô chính là nói rõ ràng như vậy sao? Thẩm mộng kỳ bị đập đến mũi đau nhức đến nước mắt nước mũi giản ruộng, bụng mặt nói, yên nhiên cậu nghe tớ giải thích, tớ nói với anh ấy hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi, là tớ cự tuyệt anh ấy, nhưng khả năng là anh ấy hiểu lầm ý của tớ, đã cho rằng tớ nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đi cùng với anh ấy. Nghe thầm mộng kỳ giải thích, Giang yên nhiên sắc mặt ngược lại càng âm âm, mặt đầy vẻ giận nói, im miệng. Tống tử hàng chính miệng đã nói với tôi, nói chính cô thừa nhận đối với hắn cũng có cảm giác, nói cô hôn hắn, cô còn muốn tranh cãi. Cút ngay, tôi không muốn lại nghe được nửa chữ có liên quan giữa các người nữa chán ghét. Ngày đó cô ta yên nhiên đi tìm Tống Tử Hàng, tận mắt thấy hắn cả mặt đều là vẻ vui mừng, nói người hắn thích đã đón nhận tâm ý của hắn. Nếu không phải Thẩm Mộng Kỳ cho hắn hy vọng, hắn thế nào lại có loại phản ứng này? Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ tới Tống Tử Hàng ngay cả cái này đều nói với Giang Yên Nhiên, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không nói ra lời. Thấy cái phản ứng này của Thẩm Mộng Kỳ, mọi người còn có chỗ nào không hiểu? Giang Yên Nhiên nói xong, Dùng sức đẩy đám người vây xem ra, lảo đảo chạy xa. Phương Cầm do dự nhìn Giang Yên Nhiên một chút, lại nhìn thầm Mộng Kỳ một chút, cuối cùng vẫn là vội vàng hướng phía Giang Yên Nhiên đuổi theo. Mọi người vây xem vốn là chuẩn bị xem màn kịch hay của Diệp Oản Oản, không muốn lại chứng kiến một trận đại bát quái hai nữ cạnh tranh một nam như vậy, vào lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ xì xào bàn tán lên. Thật không nhìn ra, Thẩm Mộng Kỳ nhìn đơn thuần là thế, lại sẽ làm ra chuyện như vậy biết rõ ràng yên nhiên một mực thích tống tử hàng, còn lừa gạt cô ấy yên nhiên cùng tống tử hàng cấu kết làm bậy, quả thật là không có lương tâm. Nói không chừng chẳng qua là tống tử hàng yêu đơn phương cô ta thì sao? Một tay vỗ không lên tiếng được không? Không nghe Giang Yên Nhiên nói, người ta đều chủ động dâng nụ hôn rồi sao? Điều này cũng đúng. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy hình bóng Giang Yên Nhiên lảo đảo đi ra, không khỏi có loại cảm giác đồng mệnh tương liên. Giang yên nhiên người này, yêu ghét rõ ràng, ghét ác như cừu, giống như đối với cô ghét, giống như đối với tống tử hàng yêu. Tiếp trước Giang yên nhiên ở ngoài sáng biết tống tử hàng không thích mình, như cô cố ý muốn đi cùng với hắn, thậm chí xin cha mẹ cho hắn làm áp lực, cuối cùng rơi xuống một cái kết quả không được chết tử tế. Không biết lần này trước thời hạn biết chuyện của Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ, sau đó cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào, tiếp tục tha thứ, vẫn là buông tay. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện mà cô có sức lực đi quan tâm, cô còn phải nghĩ biện pháp thế nào giải quyết lăng đông, mới vừa rồi những lời đó tạm thời đè xuống lời đồn đãi ở trường học, nhân tiện gài bẫy thầm mộng kỳ một cái, nhưng tư giả hàn bên kia nhất định là không có tác dụng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có thể hay không ra mặt giúp cô ngăn cản một cái hoa đào, dấu lớn dấu lớn chương 84, làm thành anh ruột. Đang suy nghĩ, cô nhận ra được ánh mắt căm hận của thẩm mộng kỳ hướng về phía mình diệp oản oản nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu mày vẻ mặt vô tội ung dung mở miệng mộng kỳ tớ không biết sự tình sẽ biến thành như vậy cậu sẽ không trách tớ chứ thẩm mộng kỳ nghe những tiếng xì xào bàn tán khó nghe xung quanh dẫn đến sớm phát điên lại chỉ có thể cố nhịn xuống giấu đi vẻ âm u nơi đáy mắt cười khan nói oản oản sao lại thế tớ làm sao trách cậu được đây cậu cũng là vô ý Thẩm Mộng kỳ cắn răng nghiến lợi nói xong, quét mắt chung quanh nhìn những người còn chưa đi kia, sau đó vội vàng cùng với cô giải thích, thật ra thì yên nhiên cậu ấy hiểu lầm tớ rồi, tớ làm sao mà sẽ cướp người trong lòng của cậu ấy đây chứ. Tống Tử Hàng quả thật yêu thích tớ, cũng một mực ở theo đuổi tớ, nhưng là tớ chưa từng đáp lại anh ấy, còn cố ý đi nói cho anh ấy biết, là anh ấy thừa dịp lúc tớ không chú ý hôn tớ một chút, không phải là tớ chủ động, tớ hoàn toàn không ngờ tới tớ chính là sợ yên nhiên hiểu lầm, mới một mực lừa gạt cậu ấy, ai biết rằng. Chỉ dựa vào giang yên nhiên, Tống Tử Hàng cũng không ở đây, không người nào biết sự thật, thẩm mộng kỳ liền đem hết thảy đều phũ đến sạch sẽ, ngược lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản ngược lại cũng không vạch trần, một bộ biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ mở miệng nói, tớ đã nói rồi, người cậu yêu thích rõ ràng là anh tớ mà. Thẩm mộng kỳ nghe vậy cả kinh, sau đó vẻ mặt vội vàng nghiêm túc nói, Oản oản, cậu đừng nói bậy bạ, chẳng qua là tớ vẫn luôn xem anh mộ phàm như anh ruột của mình, thích cũng chỉ là như một em gái đối với người anh trai. Bây giờ thẩm ra dưới cờ giải trí tụ tinh phát triển không ngừng, tương lai cô ta cũng phải cần làm đại minh tinh, một mảnh tiền đồ thật tốt, trong các nam sinh đuổi theo cô ta, điều kiện tốt không đếm xuể, cô cũng không muốn cùng diệp mộ phàm cái thứ oát con vô dụng đó có bất kỳ quan hệ gì. Sở dĩ còn treo hắn, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Câu nói coi Diệp Mộ Phàm là thành anh ruột khiến cho Diệp Oản oản giận sôi gan. Cô làm sao có thể không biết thầm mộng kỳ ý tưởng chân thật, trong lòng liên tục cười lạnh, ra vẻ hồ nghi nói, thật sao? Ban đầu cậu tự đưa thư tình cho anh trai tớ hay là tớ giúp cậu đưa ra ngoài đây? Nội dung nghe có vẻ rất buồn nôn, cái gì mà lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích anh rồi, anh chính là nam thần trong lòng em. Chắc là do tớ hiểu lầm, đây chẳng qua coi như là anh tớ tự thích cậu đơn phương phải không? tớ còn tưởng rằng cậu là bởi vì chuyện của cha tớ coi thường anh tớ nữa chứ người chung quanh nghe đến đó nhất thời một trận thổn thức lộ ra thần sắc khó tin ánh mắt nhìn thẩm mộng kỳ càng khinh bỉ đối với sự giải thích của thẩm mộng kỳ bọn họ vốn là nửa tin nửa ngờ phần lớn cũng đều là đứng về phía giang yên nhiên hiện tại nghe được lời nói của diệp oản oản nhất thời cảm thấy thẩm mộng kỳ quả thật có chút hiềm nghi cô ta ngại nghèo yêu giàu anh trai Diệp Oản Oản Diệp Mộ Phàm ban đầu cũng là nhân vật quan trọng của Thanh Hòa, không người nào không biết, chuyện thẩm mộng kỳ mượn quan hệ theo đuổi Diệp Mộ Phàm mọi người biết đến không ít. Hiện tại mới vừa nói chẳng qua là xem người ta như anh trai ruột. Ai tin đây? Sắc mặt thẩm mộng kỳ chợt cứng đờ, Oản Oản, đều là chuyện xa xưa như vậy rồi, khi đó tớ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có biết gì là thích đâu. Còn nữa, tớ làm sao có thể bởi vì trong nhà cậu xảy ra chuyện liền xa lánh cậu và anh mộ phàm đây. Nếu tớ nghĩ như vậy, làm sao còn cùng cậu đối xử tốt hơn như thế, còn bận rộn giúp cậu đem anh trai cậu vào làm công ty của ba tớ. Nói tới chỗ này, thẩm mộng kỳ nhất thời có sức lực, mở miệng cười nói, anh mộ phàm ngoại trừ rất thích đánh bạc, công việc vẫn là thật cố gắng, ít ngày trước cha tớ còn khen anh ấy. Chỉ cần anh mộ phàm cố gắng làm việc, cha tớ khẳng định sẽ không bạc đái anh ấy chương 85, được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm mộng kỳ giống như lơ đã nói ra chuyện anh cô thích đánh bạc, nhìn như chân thành nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác yêu Việt. Nghe nói như vậy, trong lòng Diệp oản oản một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng là một trận chua sót. Năm đó Thẩm Hồng Bân chẳng qua chỉ là một người thủ hạ của cha cô, mà cô yêu cái sự kiêu ngạo kia của anh trai, bây giờ lại luân lạc tới mức độ phải đi làm trâu làm ngựa cho Thẩm ra hết lần này tới lần khác hắn còn tưởng rằng mình là hy sinh vì tình, cam tâm tình nguyện bán mạng vì thẩm gia, vì thẩm gia đào ra một nhóm nghệ sĩ lớn đang ăn khách. Bởi vì theo tư giả hàn lấy được chỗ dựa tốt, lại có đạo diễn kim bài giang yên nhiên, cộng thêm anh trai oản oản nghiệp giới trở thành kim bài, tạo thần thủ, người sắp đặt hình tượng, công ty của thẩm gia phát triển không ngừng. 7 năm sau ở vòng giải trí địa vị thậm chí có thể cùng Diệp ra sánh vai cùng nhau. Mà anh trai hoản hoản đây, vì cưới thẩm mộng kỳ tuổi còn trẻ liền mệt mỏi bệnh cả người cuối cùng cơ thể sụp đổ giá trị lợi dụng bị ép khô sau liền bị thẩm ra đá một cái bay ra ngoài thẩm ra vì không muốn làm lớn chuyện để cho nghệ sĩ vu hãm hắn chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ của công ty làm cho hắn thân bại danh liệt bị đuổi ra khỏi toàn bộ vòng giải trí trong cơn tuyệt vọng tự giận mình bây giờ cô có thể để cho giang yên nhiên thấy rõ bộ mặt thật của thẩm mộng kỳ lại không có biện pháp nào để cho anh ruột mình tỉnh hồn lại anh cô năm đó cũng là phong lưu phóng khoáng, vạn hoa tùng chung quá, chú thích vô cùng đào hoa, vô số người tình mảnh nhỏ lá không dính vào người. Bạn gái đều đổi qua không biết bao nhiêu người, nhưng lại hết lần này tới lần khác thua ở trên người thẩm mộng kỳ. Coi thẩm mộng kỳ là nốt ruồi son trên đầu, trong lòng con ngươi một dạng đau lấy. So sánh cô ta với em gái ruột còn tốt hơn. Lấy nàng hiện tại cùng ca ca hết sức tệ hại quan hệ, tùy tiện đi nói thẩm mộng kỳ nói xấu, đừng nói hắn căn bản không khả năng tin sẽ còn để cho bọn họ huynh muội quan hệ càng tệ hại. Trừ phi tìm tới có thể đem thẩm mộng kỳ một đòn chết liền tại chỗ, để cho ca ca hoàn toàn thấy rõ nàng và thẩm ra mặt mũi thực chứng cớ mới có thể đem ca ca kéo trở về. Chỉ là, không liên quan, từ từ đi, Giang Yên Nhiên chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy bộ mặt thẩm mộng kỳ giả bộ bố thí, Diệp Oản Oản ra vẻ kinh ngạc nói, anh tớ làm việc bên trong nhưng là có tạo thần thủ danh xưng là vương bài sắp đặt hình tượng, Đối thủ một mất một còn của giải trí toàn cầu Hoàng Thiên đi mời anh ấy, anh ấy không chịu đi, không nghĩ tới cậu tùy tiện nói mấy câu nói anh ấy sẽ đi ngay. Mặc dù 7 năm sau Gaia trí thuộc tinh của thẩm gia hoàn toàn nghiền ép toàn cầu cùng với Hoàng Thiên của Diệp ra sánh vai, nhưng bây giờ công ty của thẩm gia còn xa không cách nào cùng hai cái vòng giải trí này. Thốt ra lời này, các nữ sinh vây xem tự nhiên lại bắt đầu thuận theo, nhờ Diệp oản oản dẫn dắt hướng một ít phương hướng liên tưởng phải nói thẩm mộng kỳ không có quan hệ gì với Diệp Mộ Phàm Diệp Mộ Phàm thế nào nghe lời của cô ta như vậy, bỏ qua công ty số một số 2 toàn cầu trong nghề không đi, chạy đi tụ tinh. Diệp Oản Oản lời này rõ ràng là ở phản phúng là thẩm ra bọn hắn được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm mộng kỳ hơi biến sắc mặt mà mở miệng nói, dù sao tớ cùng anh Mộ Phàm quen biết lâu như vậy cũng rất thân nữa, lời nói của tớ anh ấy vẫn tin tưởng, tụ tinh mặc dù không có lớn như vậy trên toàn thế giới, nhưng rất có tiềm lực, không gian phát triển cũng rất lớn, anh mộ phàm mặc dù rất lợi hại, nhưng cậu cũng biết sự tình của cha cậu. Lúc này không giống ngày xưa, ở công ty lớn nào dễ lăn lộn như vậy. Sao ho khan sao, oản oản, tớ chốc nữa lại hàn huyên với cậu nha, tớ có chút không yên tâm về yên nhiên, đi tìm cậu ấy trước đã. Thầm mộng kỳ thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp oản oản hôm nay cũng khó dây dưa như vậy, lại nhiều lần ngay tại trước mặt mọi người làm cho cô ta nghẹn hỏng thiếu chút nữa không có chỗ để phản bác để tránh lại bị cô ta oản oản nói ra cái gì đến chính mình không dễ đối phó được, thẩm mộng kỳ vội vàng tìm một cái cớ đi nha. Audio điện tử võ tấn bền chương 86 tôi cũng không phải là thần tiên. Diệp oản oản nhìn thấy bóng lưng thẩm mộng kỳ chạy thục mạng, âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, bất luận thẩm mộng kỳ giải thích thế nào cùng tẩy trắng, thái độ cùng ấn tượng của mọi người đối với cô ta cũng sẽ không giống trước đây lấy sự lý giải của cô đối với Thẩm Mộng Kỳ, bị thua thiệt cùng bực tức lớn như vậy, tuyệt đối là sẽ làm một ít chuyện. Sau khi trở lại nhà trọ, Diệp Oản Oản liền lập tức cầm điện thoại di động lên, lật ra số điện thoại của Tư Dạ Hàn. Cô vẫn là quyết định mạo hiểm một lần nữa. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, lừa dối cùng chạy trốn mới là đáng sợ nhất, không bằng mạo hiểm thẳng thắn. Cùng lúc đó, giống như Diệp Oản Oản đoán, Thẩm Mộng Kỳ đang tức đến nổi điên. Trong nhà trọ Giang Yên Nhiên cùng Phương cầm tất cả đều không ở, cô ta nhìn trong gương khuôn mặt mình bị điện thoại di động đập sắp sưng, đem tất cả đồ trên bàn đều đập xuống đất. Đáng chết, tất cả đều là con ngu diệp oản oản này làm hại. Tên ngu xuẩn kia lại còn dám nhắc tới chuyện ban đầu cô theo đuổi Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm hiện tại chẳng qua chỉ là một con chó của công ty nhà cô ta mà thôi, hắn xứng sao. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, dấu lớn dấu lớn pi, buồn nôn, bớt ảo tưởng đi bà nội, v, Diệp Oản Oản, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống tốt. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt đầu soạn tin nhắn, Tư Tiên Sinh, Oản Oản gần đây giống như đang kết bạn với một số người xấu, cùng một tên côn đồ rất thân cận, cậu ấy biết rõ cái tên côn đồ đó có mưu đồ gây rối đối với cậu ấy, tôi lo lắng cho Oản Oản nhất thời ngu ngốc bị người lừa. Tôi thật không hiểu nổi, Tư Tiên Sinh ngài tốt như vậy, đối với Oản Oản cũng tốt như vậy, tại sao cậu ấy luôn phải làm chuyện tổn thương với ngài đây? Thẩm mộng kỳ vài ba lời liền đem tất cả trắng đen không đúng đều làm cho điên đảo. Ngoài mặt là ra vẻ quan tâm tới an nguy của Diệp Oản Oản, nhưng thật ra là gán cho Diệp Oản Oản cái tội trêu hoa gẹo nguyệt. Nói đến kỹ xảo đổi trắng thay đen, thẩm mộng kỳ ngược lại không đứng thứ hai. Trừ cái tin tức này ra, cô ta tự nhiên lại không quên gửi kèm mấy tấm hình hai người sóng vai đi với nhau, lúc này mới rốt cuộc vơi bớt mấy phần tức giận. Cô ta không biết ngày hôm qua rốt cuộc là có vấn đề chỗ đó, cả người Diệp Oản Oản lại không sao cả một dạng cứ theo lẽ thường đi đến trường học, nhưng lần này, chứng cứ xác thực, tuyệt đối sẽ không lại ngoài ý muốn. Đêm khuya, cẩm viên. Hứa dịch nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt một ngày một đêm, gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ, cửu ra đã đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm, bác sĩ mặc, không phải ông là bác sĩ tâm lý lợi hại nhất sao? Ông mau nghĩ một chút biện pháp gì đi. Mạc Huyền hai tay ôm ngực dựa vào vách tường đối diện, không lời nói, tôi là thầy thuốc, cũng không phải là thần tiên. Coi hắn là vạn năng sao. Huống chi hắn ở bên tư giả hàn này rõ ràng liền cái gì cũng sai. Cái kia cũng không thể việc gì cũng không làm đi. Hứa dịch đang phát điên, lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng chuông gieo tin nhắn điện thoại di động. Hứa dịch thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện là điện thoại di động lúc trước bị tư giả hàn ném xuống đất nhặt lên nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình liên tục bắn ra chừng mấy cái mới tin tức nhắc nhở, tất cả đều là thẩm mộng kỳ gửi tới. Cô gái này thật đúng là âm hồn bất tán, còn chê ta bên này không đủ loạn sao, hứa dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, đem điện thoại di động bưng chặt, để không tư giả dạ hàn nghe được. Mặc huyền hướng phía điện thoại di động nhìn một cái, hơi suy tư sau mở miệng nói, cậu đi xem một chút, xem Diệp Oản Oản bên kia xảy ra chuyện gì, nói không chừng có thể đem cửu ra dẫn ra. Hứa dịch nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có nhất định phải dùng loại phương thức đáng sợ này để cho cửu gia đi ra không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn biện pháp khác, đợi ông chủ tiếp tục như thế không ăn không uống không ngủ tiếp, cơ thể làm sao chịu nổi. Xem ra chỉ có thể lấy độc trị độc, chương 87, trường học có nam sinh đang theo đuổi diệp tiểu thư. Vì vậy, hứa dịch nhanh chóng để cho người đi tra xét một chút. Một lát sau, điều tra kết quả ra, trong trường học lại có một tiểu tử đang công khai theo đuổi Diệp Oản Oản, còn huyên náo toàn trường đều biết. Hứa dịch thật là nhanh muốn qua đời, Diệp Oản Oản nhất định chính là tụ tập những cái tai nạn thân xác, quá đáng sợ. Trường học có người đang nói phách lối theo đuổi Diệp Tiểu Thư, bác sĩ mặc ông nhất định phải nói cho cửu ra sao. Hứa dịch vẻ mặt đưa đám hỏi. Bình thường Diệp Oản Oản cùng người đàn ông khác nói hơn một câu cửu ra đều phải thức giận, nhưng bây giờ lại có thể có người dám có ý đồ với Diệp Oản Oản, hắn còn có thể để mặc cho Diệp Oản Oản ở bên ngoài sao, vạn nhất hai người lại ồn ào. Loại chuyện này hắn muốn gạt đến còn không kịp được không? Mặc Huyền nghe vậy sửng sốt một chút, cậu chắc chắn chứ? Bộ dáng Diệp Oản Oản thế kia, lại còn có thể chọc phải hoa đào. Hứa dịch nghiêm túc gật đầu, tin tức chính xác, hơn nữa nghe nói đối phương là lão đại của Thanh Hòa, con trai của chủ tịch trường học, dáng dấp cũng thật đẹp trai, thật thu hút nhiều cô gái hoan nghênh, chính là khả năng ánh mắt có vấn đề. Mặc Huyền nặn nặn mi tâm, cũng có chút trần chừ suy tư nửa ngày mới mở miệng nói, cửu ra sớm muộn cũng sẽ biết. Hứa dịch suy nghĩ một chút cũng vậy, chẳng qua khác nhau chỉ là chết sớm chết chậm. Vì vậy, hứa dịch chỉ có thể hít sâu một hơi, gõ cửa phòng đang đóng chặt, dè đặt đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy trong phòng tất cả rèm cửa sổ toàn bộ đều đóng lại, chỉ có một chỗ khe hở hẹp hẹp lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt rơi vào bên trên khuôn mặt của người đàn ông. Cơ thể thon dài của tư giả dạ hàn đang nằm trên ghế salon, chân sau quỳ gối, một cái tay để ngang mắt ngăn che ánh sáng, cổ áo sơ mi đen luôn là ủi cẩn thận tỉ mỉ tùy ý cởi ra hai nút áo, tuần mỹ đến yêu nghiệt, trên mặt mang bệnh tái nhợt, cả người đều tràn đầy một cổ khí tức chán trường âm trầm. Nhưng là khí tức như vậy không chỉ có đối với hắn không có chút nào hao tổn, ngược lại để cho cả người hắn nhìn càng nguy hiểm quỷ quyệt, giống như trong pháo đài cổ ngủ say ngàn năm hấp huyết quỷ thật ra thì an tĩnh lúc ông chủ so với giận dữ lúc ông chủ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần hứa dịch nuốt nước miếng nơm nớp lo sợ đi tới cửu cửu ra có ngài tin nhắn là là thẩm mộng kỳ gửi tới gửi rất nhiều cái có thể là có việc gấp ngày trước chỉ cần là tin nhắn của thẩm mộng kỳ tư gia hàn tuyệt đối sẽ xem nhưng giờ phút này tư gia hàn lại không có phân nửa phản ứng Hứa dịch đợi nửa ngày, thời gian lâu dài phải đứng tứ chi của hắn đều sắp tê dại, vì vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra tin tức kia cửu ra, học. Trường học thật giống như có một nam sinh, đang đeo đuổi diệp tiểu thư. Một giây kế tiếp, đáp lại hắn, là cả không gian trong nháy mắt tăng vọt hơi lạnh sát ý đáng sợ. Trên ghế salon người đàn ông mặc dù ngay cả nhúc nhích cũng không có một chút nhúc nhích, chẳng qua là hơi hơi mở mắt, nhưng trong nháy mắt khí tức quanh mình liền thay đổi hoàn toàn đỡ lấy máu me đầy đầu mưa gió tanh, bách quỷ gào thét, hứa dịch trong lòng khóc thầm, hắn thật hy vọng tác dụng cũng không muốn tốt như vậy a à. Lặng lẽ vì cái nam sinh mắt mù tìm đến cái chết mặc niệm một vạn lần, chuẩn bị chờ đợi, lấy ứng phó sau đó đem tất cả chuyện có khả năng xảy ra. Ngay tại lúc thần kinh hứa dịch khẩn trương cao độ, một trận tiếng chuông điện thoại di động đột ngột reo lên, hắn sợ đến thiếu chút nữa không trực tiếp đem điện thoại di động vứt đi hắn vội vàng liếc nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, mới đầu còn tưởng rằng lại là thẩm mộng kỳ muốn náo cái gì đây, kết quả, định thần nhìn lại, lại là Diệp Oản Oản gọi tới. Hứa dịch nhất thời tim nhảy tới cổ rồi, vào lúc này Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới làm gì? Cửu, cửu ra, là điện thoại của Diệp Tiểu Thư, cuộc gọi video, chương 88, vỗ mông ngựa đến kẻ gian chuồn. Bên trong căn phòng an tĩnh âm lãnh giống như phần mộ, chỉ còn lại chuông điện thoại di động đột ngột một mực quanh quẩn. Hứa Dịch thật sự là đoán không được ý của Tư Dạ Hàn, cũng không biết hắn rốt cuộc có muốn nghe cú điện thoại này hay không, chỉ có thể một mực dơ điện thoại di động đứng chờ chờ ở nơi đó, cú điện thoại này để cho hắn trong tiềm thức có loại linh cảm không lành. Bết bát hơn chính là, theo tiếng chuông vang động, quanh mình cảm giác áp bách càng ngày càng bức người, tiếng chuông nghe vào trong tai quả thật giống như là bom hẹn giờ đếm ngược. Thần kinh Hứa Dịch căng thẳng đến cực hạn, đại khái là bởi vì quá hốt hoảng tay run một cái lại không cẩn thận nhấn nút trả lời pi tội anh v một giây kế tiếp trong hình xuất hiện ánh mắt khuôn mặt quen thuộc của diệp oản oản đầu kia điện thoại di động diệp oản oản đợi thật lâu không thấy người tiếp mắt thấy điện thoại di động sắp tự động cúp lúc này hình ảnh lóe lên video nói chuyện điện thoại rốt cuộc kết nối thấy rõ màn ảnh trong nháy mắt con người diệp oản oản đột nhiên co rút lại một chút chỉ thấy đầu kia màn hình người đàn ông đang nằm trên ghế salon, một cánh tay để ngang cái chán, cổ áo sơ mi tùy ý cởi ra hai nút áo, tóc cũng có chút sốc sách, nhất là sắc mặt, tái nhợt đến không còn bình thường. Cho dù là cách màn hình, cô cũng có thể cảm giác được trên người nam nhân khí tức đáng sợ nguy hiểm đến cực hạn, nhưng cũng mê người đến cực hạn. Nhìn theo góc độ của video, điện thoại di động tựa hồ là một người khác đang cầm lấy, có thể là hứa dịch. Màn hình điện thoại di động một mực đang khẽ run lấy, cô đoán chừng là tay của hứa dịch đang run. Từ chi tiết run dày nhỏ xíu bên trong, Diệp Oản Oản trong nháy mắt liền bén nhạy phát giác một tia nguy cơ, 8 phần 14 giả hàn đã nhận được tin tức, cô vẫn là chậm một bước. Diệp Oản Oản mấp máy môi, liếm lấy con ngươi, xin lỗi. Không phải em đã quấy dày đến anh nghỉ ngơi rồi chứ? Một bên hứa dịch mắt thấy đã không cẩn thận nhận, chỉ có thể vội vàng giảng hòa, Diệp Tiểu Thư, Cửu gia còn chưa đi ngủ, trễ như vậy cô còn gọi tới là có chuyện gì không? Diệp Oản Oản dùng sức gật đầu một cái, có. Trầm mặc một hồi, Diệp Oản Oản mới ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng, hôm nay trường học có một nam sinh tỏ tình với tôi, nói yêu thích tôi. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà nghe nói như vậy, hồn hứa dịch đều sắp bị hù dọa đến sợ chết khiếp, Diệp Oản Oản này tại sao lại phạm ngu xuẩn tự vạch áo cho người xem lưng? Hắn không dễ phát hiện mà qua lại đung đưa điện thoại di động hy vọng nhắc nhở Diệp Oản Oản đừng nói nữa. Nhưng mà, đầu kia điện thoại di động đã tiếp tục truyền tới âm thanh lầu bầu của Diệp Oản Oản, anh có thể theo em cùng đi gặp người nam sinh kia hay không? Diệp Oản Oản rước tiếng trong nháy mắt, hứa dịch thật là cảm giác có một đạo sấm hướng phía đầu lâu của mình bổ xuống, v. Cô lại còn để cho cửu ra nghe lời cô cùng đi gặp người nam sinh kia. Bàn về việc muốn chết, hắn thật là đối với Diệp Oản Oản quỳ phục. Ngay tại thời điểm hứa dịch mất hết can đảm, chỉ thấy trong màn hình di động Diệp Oản Oản nổi giận đùng đùng tiếp tục mở miệng nói, em đã nói với người nam sinh kia là em đã có bạn trai, hắn lại không tin em, chẳng lẽ xem em giống như cậu độc thân vậy sao? Bởi vì quá tức giận, em đã đáp ứng hắn, phải dẫn bạn trai của em đến cho hắn xem. Em muốn cho hắn biết, em không chỉ có bạn trai, hơn nữa bạn trai em so với hot boy của trường học chúng em tư hạ còn đẹp trai hơn một ngàn lần. Y, xến vừa thôi má, V, A, hứa dịch sắc mặt sướng sờ, ở một bên nghe đến trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Diệp oản oản này chạy đi vỗ mông ngựa đến thật là không nên quá trơn chuột đi. Ngay cả người đàn ông trên ghế salon sắc mặt đang âm úc cũng kinh ngạc trước mắt một cái, căn phòng lớn như vậy trong nháy mắt giống như đất đai hồi xuân. Diệp oản oản bởi vì đợi rất lâu không được đáp lại, lần nữa rú cái đầu nhỏ xuống vẻ mất mát nói, xin lỗi có phải em đem thêm phiền toái cho anh hay không? Nếu anh không tiện ra mặt, vậy. Thời gian, đầu kia điện thoại di động truyền tới mấy âm thanh khàn khàn của người đàn ông. Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cặp mắt nhất thời sáng lấp lánh, tối mai được không? Ngay tại gần trường học của em. Có thể. mươi 89, bởi vì bạn trai tớ thích. Quả nhiên, thẳng thắn sẽ được khoan hồng là sự thật. Sáng ngày thứ hai, tâm tình Diệp Oản Oản có phần buông lỏng mà đi tới phòng học. Mới vừa ngồi xuống vị trí chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng ma, lăng đông trầm mặt đứng ở trước gót chân của cô. Tất cả những người khác trong phòng học cũng đều tò mò mà hướng phía hai người nhìn lại. Lăng đông mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản mở miệng nói, Diệp Oản Oản, tớ không biết cậu rốt cuộc là nghe được tin nhảm từ nơi nào, nhưng tớ có thể thề, tớ tuyệt đối không phải bởi vì cùng người khác đánh cuộc thua mới theo đuổi cậu, càng không phải là cố ý đùa bỡn cậu, tớ là nghiêm túc. Xin cậu hãy tin tưởng tớ. Ồ, tất cả bạn học chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Sắc mặt Diệp oản oản tối sầm lại, tối hôm qua cô phí hết tâm tư mà nghĩ ra một phương pháp cải chính tin đồn như thế, kết quả bị người này một câu nói liền làm hỏng. Nhìn thấy vẻ mặt nam sinh bởi vì bị hiểu lầm mà bị thương, Diệp oản oản lặng lẽ an ủi săn sóc vỗ chán, những lời ngày hôm qua tớ nói với cậu cũng là thật, không phải là cậu cũng không tin tưởng tớ sao? Lời nói ngày hôm qua, chuyện cô nói mình có bạn trai sao? Vậy làm sao có thể giống nhau? Lăng Đông lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng. Buổi tối tớ dẫn cậu đi gặp hắn, thanh âm của Diệp Oản Oản không lớn, chỉ có Lăng Đông cùng người bên cạnh cô tư hạ có thể nghe được. Lăng Đông nhất thời kịp phản ứng lời của Diệp Oản Oản, trong miệng thốt lên, hắn là chỉ ai? trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn định, được. Cuối cùng đã tới giờ tan học. Chờ cơm tối sau, trong sân trường không có người nào, Diệp Oản Oản kêu Lăng Đông ra, hai người đi ra một nhà hàng bên ngoài trường cách đó không xa. Lăng Đông ngồi ở trên ghế salon đối diện, vẻ mặt một bộ trong lòng đã có dự tính, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn xem thấu Diệp Oản Oản. Nếu không phải là cho hắn leo cây, chắc chắn là giả bộ, hoặc chính là tìm người tới giả mạo người sau có khả năng tương đối lớn, nhưng trừ phi hắn mù mắt tài trí không phá được. Tóm lại, hắn không có khả năng buông tha cô. Diệp Oản Oản đương nhiên biết Lăng Đông đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, tư dạ hàn còn 20 phút nữa là đến. Có thể hỏi cậu một chuyện không? Lăng Đông phía đối diện đột nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu, cái gì? Lăng Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm kinh khủng của Diệp Oản Oản, ho nhẹ một tiếng, cậu. Cậu rõ ràng là đẹp như thế, tại sao phải cố ý đem chính mình biến thành như vậy? Diệp Oản Oản một bên hút nước trái cây, một bên nháy mắt một cái, bởi vì bạn trai tớ thích. Lăng Đông nhất thời nghẹn một cái, bị thức ăn cho chó nhét vào miệng rồi à? Y, ha ha, đồng cảm cho anh vì bọn này cũng quá quen thuộc rồi, v. Oản Oản, cậu không cần giả bộ nữa, tiếp nhận tớ có khó khăn như vậy sao? Tớ mặc dù không có đẹp trai như Tư Hạ, nhưng dám nói tuyệt đối cũng không kém, hơn nữa nếu cậu ở chung với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ cậu, cậu tại Thanh Hòa có thể đi ngang. Giọng lăng đông rất là tự tin, dĩ nhiên, hắn đúng là cũng có tư cách đó. Nhân khí của lăng đông ở trường học giá trị chỉ, chỉ đứng sau tư hạ, nếu không cũng sẽ không cho cô kéo nhiều cừu hận như vậy. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, tớ chỉ thích bạn trai tớ thôi tương đương. Lăng Đông nghe vậy một bộ vẻ mặt không thể bắt cô làm gì, sau đó ánh mắt nhỏ hơi buồn nói được oản oản cậu luôn nói tớ không tin cậu vậy bây giờ tớ liền tin tưởng cậu tin tưởng tất cả lời mà cậu nói tin tưởng cậu có bạn trai tin tưởng bạn trai cậu thật sự tốt như cậu nói nhưng là nếu như sự thật chứng minh cậu gạt tớ thì phải làm sao bây giờ diệp oản oản múc một miếng bánh pudding lớn không chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên nếu là tớ lừa cậu tớ đây sẵn sàng đáp ứng cậu lăng đồng nghe một chút nhất thời cả khuôn mặt đều sáng lên, cậu nói thật chứ? Diệp Oản hoàn thành khẩn gật đầu, đương nhiên là thật. chương 90, không tới nữa bạn gái sẽ không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền qua 20 phút. Nhưng là, thời gian đến, tư dạ hàn lại không có đến. Bất quá thời điểm 20 phút, hứa dịch đúng lúc gọi điện thoại cho cô. Này, Diệp Tiểu Thư, quả thực xin lỗi, cửu ra bên này có chút việc trì hoãn, Khả năng cần cô chờ thêm một chút. A, à, là có chuyện gì gấp sao? Diệp Oản Oản vội vang hỏi. Hứa Dịch giọng cũng không biết tại sao nghe dường như có cái gì không đúng, nửa ngày mới mở miệng nói, "Không. Không có, cũng không phải là chuyện gì to tát, cô chờ một hồi mới có thể." A, à, vậy được, Diệp Oản Oản lúc này mới yên lòng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản nhìn về Lăng Đông phía đối diện mở miệng nói, "Bạn trai tớ tạm thời có chút việc trì hoãn." có thể phải tới chậm một chút. Lăng đông hai tay ôm ngực, một bộ biểu tình đã sớm ngờ tới cô sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm mở miệng nói, không thành vấn đề, tớ có thể chờ. Tư giả hàn bình thường một mực nhiều việc bề bộn, có chuyện trễ nãi không thể bình thường hơn được, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục chờ. Đào mắt lại nửa giờ trôi qua, tư giả hàn vẫn là không có đến. Ngược lại hứa dịch lại gọi điện thoại tới, ngữ khí khó xử lần nữa thông báo nàng, Diệp Tiểu Thư, cửu ra chuyện bên này còn không có xử lý xong, cô phỏng chừng còn phải chờ một chút. Há, không có chuyện gì, anh để cho anh ấy làm việc trước chính sự đi. Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói. Lăng Đông ngồi đối diện thấy vậy, hướng phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, thế nào? Lại chậm trễ. Diệp Oản Oản gật đầu, xin lỗi, anh ấy có việc gấp phải giải quyết. Lăng Đông cũng không vạch trần, không việc gì, ngược lại tớ cũng không có chuyện gì có thể từ từ chờ. Cứ như vậy, lại qua thời gian một giờ rất dài, người trong phòng ăn đã càng ngày càng ít. Sau một tiếng, hứa dịch lần thứ ba gọi điện thoại tới. Lần này, hứa dịch giọng nghe càng không đúng, nghe ra có vẻ rất là nơm nấp lo sợ, rất là sợ hãi, cơ hồ là nhanh hơn khóc, cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì khó giải quyết. Quả thực xin lỗi, cửu ra bên này còn chưa khỏe. Ồ, Diệp Oản Oản nghe đến đó, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì vẫn là tư giả hàn không nguyện ý tới nhưng không đúng có lẽ tư giả hàn nếu là không đến trực tiếp cự tuyệt cô là được không cần phải đáp ứng cô còn để cho hứa dịch thông báo với cô nhiều lần như vậy hoặc là hẹn lại ngày khác diệp oản oản đề nghị hứa dịch nghe một chút nhưng trong nháy mắt luống cuống không được ngàn vạn lần chớ diệp tiểu thư thật sự là quá xin lỗi cử ra bên này quả thật tạm thời không thể phân thân ra nhưng bất luận như thế nào tối nay anh ấy nhất định sẽ đi xin cô nhất định phải lại chờ thêm một chút, kính nhờ. Thích, vậy cũng tốt. Hứa dịch đã nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể đáp ứng, chẳng qua là trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, tư giả dạ hàn bên kia rốt cuộc là xảy ra tình huống gì. Sau lần thứ ba Diệp Oản Oản cúp điện thoại, lăng đông lướt nhìn thời gian trên điện thoại di động, nhìn chằm chằm cô mở miệng nói, Oản Oản, nếu như qua 12 giờ, người cậu nói còn chưa tới, hẳn là có thể tính là cậu gạt tớ đi. Diệp Oản Oản nghĩ đến câu nói kia của hứa dịch bất luận như thế nào tối nay tư giả hàn nhất định sẽ đến, cuối cùng vẫn gật đầu, có thể. Lăng Đông nghe một chút, sắc mặt vui mừng, nhất thời một chút đều không nóng nảy, ngược lại mong đợi nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ phút này cách 12 giờ đã chỉ còn lại hơn một tiếng, còn có hơn một tiếng, cô gái trước mắt liền là bạn gái của hắn. Audio điện tử võ tấn bền chương 91 đem nàng buông xuống nhà hàng đã sắp phải đến thời gian đóng cửa, dần dần chỉ còn lại có Diệp Oản Oản bọn họ một cái ghế dài còn có người. Gần đây giấc ngủ của Diệp Oản Oản thật quy luật, bình thường vào giờ này cô cũng sớm đã ngủ thiếp đi, cho nên vào lúc này một mực đang mệt dã rời. Lại chờ trong chốc lát người còn chưa tới, Diệp Oản Oản mí mắt càng ngày càng nặng, theo nâng cầm lên biến thành nằm ở trên bàn. Sau đó không cẩn thận liền trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi. Lăng Đông lúc đầu đang xem thời gian, vừa nhấc mắt liền phát hiện Diệp Oản Oản đang ngủ say. Hắn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say, trong đầu không khỏi hiện thoáng lên hình ảnh đêm hôm đó, nhất thời lỗ tai có chút nóng lên. Cô nói dứt khoát như vậy nếu như là lừa hắn, đáp ứng làm bạn gái của hắn, đây có phải hay không hàm ý rằng, thật ra thì cô ấy cũng thích mình, cho nên mới đáp ứng đây. Nghĩ tới đây, mắt lại nhìn thời gian càng ngày càng tới gần, lăng đông khó tránh khỏi có chút kích động kìm lòng không được hướng phía gò má cô gái đưa tay ra, oản oản. Lúc này, rào, một tiếng, cửa kính phòng ăn mang theo một trận gió đêm bị một ngón tay thon dài trắng nõn tới trong suốt đẩy ra. Cái đó, xin lỗi, chúng tôi đã sắp đóng cửa. Ách, ông chủ đang nói đến một nửa đột nhiên tiếng nói tiêu tan trong gió đêm. Tiếng bước chân lộc cộc rõ ràng từ xa đến gần truyền tới. Lăng đông chẳng biết tại sao tự nhiên sống lưng run lên, ngay sau đó theo bản năng hướng phía cửa chính nhìn lại. Một giây kế tiếp, con người kịch liệt co rút lại. Trong tầm mắt, một người đàn ông đang chậm rãi hướng phía của bọn hắn đi tới. Người đàn ông cả người mặc một tây trang cổ điển màu đen, con người tựa như có thể đem linh hồn của người khác đóng băng. Khi hắn từng bước từng bước đi tới, thật không giống như là người bình thường, giống như ma vương đạp gió đêm cùng ánh trăng đi tới nhân gian, nhà hàng lớn như vậy nhất thời lộ ra cảm giác hẹp hòi chật hẹp lên nhìn thấy người đàn ông vừa tới kia cả người cùng khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo cùng loại yêu nghiệt hoàn mỹ đến nhật nguyệt thất sắc, trong đầu lăng đông không khỏi hiện lên lời diệp oản oản đã nói với chính mình. Còn đẹp trai hơn tư hạ 1800 lần. Trên cái thế giới này, lại thật sự có người như vậy, còn vừa vặn bị hắn gặp được. Ngay tại thời điểm lăng đông kịp phản ứng chính mình lại nhìn chằm chằm một người nam nhân đến ngẩn người, người kia đã đi thẳng tới trước mặt của hắn. Ê, ngài! Xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Lăng Đông theo bản năng hỏi. Người đàn ông không nói gì, ánh mắt trên cao nhìn xuống trên người hắn, cổ họng Lăng Đông có loại cảm giác chính mình trở thành con mồi bị giữ lại. Ngay lúc này Lăng Đông toàn thân cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Diệp Oản Oản đối diện ngủ không có cảm giác bởi vì ngủ quá quen, cơ thể bắt đầu vô tri giác mà ngã xuống bên cạnh. Mắt thấy Diệp Oản Oản sắp ngã xuống đất, Lăng Đông cả kinh, vội vàng định đỡ lại. Nhưng mà người đàn ông đối diện nhìn như không nhanh không chậm lại tốc độ cực nhanh mà hơi hơi nghiêng thân thể một chút cô gái liền chuyển xác rơi vào trong ngực của hắn lúc lăng đông thấy người đàn ông kia tiếp nhận diệp oản oản ánh mắt nhất thời căng thẳng diệp oản oản tựa hồ bị thức tỉnh mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt nhìn người trước mắt đầu tiên là chậm chạm ngây ngô một hồi sau đó ở trên người của nam nhân cọ sát giọng nói vô cùng ủy khuất lầu bầu anh như thế nào bây mới đến xin lỗi ánh mắt người đàn ông chuyên chú nhìn cô gái nhỏ trong ngực trầm giọng mở miệng ngữ khí cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không tương xứng nhu hòa lăng đông nhìn diệp oản oản một chút lại nhìn người đàn ông này một chút chuyện này đây là chuyện gì đang xảy ra ngay tại thời điểm lăng đông còn đang ngẩn người người đàn ông đã bế diệp oản oản lên lăng đông cuối cùng là phục hồi tinh thần lại bật thốt lên mà đem người ngăn lại chờ một chút thả cô ấy ra anh là ai cơ hồ là ở lúc lăng đông dứt lời, trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo ngợp trời đất xung quanh tản ra. Người đàn ông hướng phía cô gái trong ngực nhìn một cái, ở lúc tầm mắt đối phương kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng phía cô gái thoa son môi màu sắc khoa trương hôn xuống. Y, ba như thế đã đủ rõ ràng chưa ba? Đây là đang đánh dấu chủ quyền đó, thôi đừng thắc mắc nữa nghen, về hẹn mọi người vào ngày mai dấu bé ba chương 92, bí mật của ông chủ. Loảng xoảng, một thanh âm chói tai vang lên. Cái ly trong tay của Lăng Đông ngã xuống đất, cả người giống như sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hai người đối diện, "Anh? Anh anh anh, anh là?" Nếu như nói hắn và Diệp Oản Oản đứng chung một chỗ là so sánh tươi sáng cùng bất ngờ, như thế cái cảnh người trước mắt này ôm hôn Diệp Oản Oản trong ngực ôm nhất định chính là hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng, thật sự là quá kinh người. "Anh là bạn trai của Diệp Oản Oản?" lăng đông thật lâu mới tìm trở về thanh âm của mình cho dù là hắn hướng về phía cái bộ dáng này của diệp oản oản cũng tuyệt đối là hôn không được tư hạ càng là mỗi ngày đều đang kiếm đủ loại cớ trốn tránh nhưng người đàn ông này lại hắn nhớ tới lúc trước diệp oản oản có nói sở dĩ cô ấy hóa trang trang điểm ra mặt như vậy là bởi vì bạn trai cô ấy thích cái bộ dáng này lời nói của diệp oản oản lại toàn bộ đều là thật người đàn ông hờ hững như không có gì con người không dừng lại chút nào trên người lăng đông, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ rời khỏi nhà hàng vắng tanh. Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối đều ngoan thuận mà có giúp ở ngực của hắn. Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút chậm chạp, hay là do tối nay trên người tư giả hàn không có khí thức đáng sợ, tư giả hàn thân cận để cho cô không bài xích như trong tưởng tượng. Thời điểm ngửi vào hô hấp lẫn nhau, cô ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt, nhạt khác lạ trên người tư giả hàn, ngày trước hắn khí thức lạnh lùng, dù sao mùi này cũng thật dễ ngửi. Cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, tối nay người này rõ ràng ăn mặc một bộ phong trần màu đen như cũ không thay đổi, nhưng chung quy lại đem đến cho cô một loại cảm giác vô cùng long trọng cùng chính thức. Thí dụ như chưa bao giờ dùng nước hoa hôm nay lại dùng nước hoa, cái viên hắc rượu thạch cổ trên ống tay áo nhìn khiêm tốn mà rất xa hoa, bên trên cà vạt kẹp một cái kẹp cà vạt bằng kim loại xa xỉ, bộ đồ tây này kiểu dáng nhìn như cùng những thứ khác giống nhau nhưng xem chỗ thiết kế nhỏ tỉ mỉ, hẳn là là lần đầu tiên thấy hắn mặc. Đáng sợ nhất là, người này tối nay cũng quá, đẹp trai đi. Ngay cả cô thường thấy gương mặt đó của tư dạ hàn đều bị trọt mù luôn. Nghĩ đến biểu tình của lăng đông mới vừa rồi, cô không nhịn được có chút buồn cười, nhóc con đáng thương, phỏng chừng tối nay mọi hy vọng đều tan theo mây khói. Hứa dịch nãy giờ ở ngoài nhà hàng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rõ ràng thấy hết bên trong xảy ra chuyện gì, thấy nam sinh kia cho tới bây giờ còn đứng ngơ ngác tại chỗ, hứa dịch lau mồ hôi, không nhịn được trong bụng oán thầm, ông chủ à, ngài cần thiết hay không? Thật ra thì vào lúc này Diệp Oản Oản cũng có suy nghĩ giống như vậy, cô lại để cho tư giả hàn đi ra ngăn cản loại chuyện hoa đào này, cái này cùng với việc dùng chiêu giết lính quèn, dùng boss tiêu diệt tân thủ thôn có cái gì khác nhau? Y, ngôn ngữ game đó tương đương. a à, cái đó, em muốn xuống, thấy tư giả hàn ôm lấy cô, hoàn toàn không có ý muốn thả cô xuống, Diệp Oản Oản mở miệng. Người đàn ông bước chân hơi ngừng, khí tức trong nháy mắt lạnh đi, một lát sau, để cô xuống đất. Diệp Oản Oản tại chỗ nhảy nhót hai cái, ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm người trước mắt, vẻ mặt mong đợi, có thể đổi thành cõng không? Nam nhân nghe vậy, thần sắc rõ ràng bất ngờ trong nháy mắt, chợt chậm rãi ở trước người của cô nghiêng thân thể xuống. Diệp Oản Oản lập tức leo lên lưng người đàn ông, hai tay vòng lấy cổ của hắn, buồn ngủ mà ngáp một cái, như vậy so với cách kia tương đối thoải mái hơn một bên hứa dịch nhìn thấy hai người đi chung trái tim giống như đang ngồi cáp treo vậy liên tục chợt cao chợt thấp hắn đột nhiên phát hiện chỉ cần diệp oản oản hơi chủ động thân cận một chút ông chủ nhà hắn dù hung ác đáng sợ thế nào cũng liền ngoan ngoãn làm người ta không dám tin được trên đường yên tĩnh không người người đàn ông cõng cô gái sau lưng chậm rãi hướng phía trường học đi tới cảm giác cái đầu nhỏ trên lưng từng điểm từng điểm chạm vào mình hắn mở miệng mệt sao Diệp Oản Oản dùng đầu cọ lấy vai hắn gật đầu một cái, "Ừ. Tối nay không phải là anh xảy ra chuyện gì quan trọng hơn sao?" "Không việc gì." Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ, "Thật sao? Nhưng lúc trước ở trong điện thoại, em nghe giọng Hứa quản gia nói thật giống như cũng sắp khóc." Cô vừa nói một bên hướng phía Hứa Dịch đang đi ánh mắt đầy nghi ngờ. Sống lưng Hứa Dịch cứng đờ, vội vàng khoát tay nói, "A, à, Diệp tiểu thư, thật không có chuyện gì lớn, đều đã xử lý thỏa đáng." đánh chết hắn cũng không dám nói ông chủ nhà mình cao quý đẹp lạnh lùng trước khi ra cửa đã ở nhà đổi quần áo ba tiếng, hành hạ mười mấy thợ trang điểm, hù dọa một người giúp việc khóc đến điên rồi. Y, về ba tiếng, là ba tiếng đó chứ chả đùa. Gạch dưới, còn hơn con gái đi hẹn hò nữa cơ, V, V chương 93, bạn trai tôi đẹp trai như vậy. Nghe hứa dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản liền không hỏi nhiều lắm, chẳng qua là trong miệng lầu bầu, may mắn là anh tới kịp thời, nếu không thiếu chút nữa thì em sắp biến thành bạn gái của người khác rồi. Trước đó Lăng Đông đánh cược với em, nếu em lừa hắn, nếu bạn trai em không tới, thì em phải đáp ứng làm bạn gái hắn. Đáy mắt tư giả hàn dùng mình còn chưa còn kịp tràn ngập ra, sau đó liền nghe được cô gái mang một vẻ chiến thắng, ngữ khi đắc ý mở miệng nói, bởi vì anh đồng ý với em là sẽ đến. Cho nên em biết anh nhất định sẽ tới, không hề nghĩ ngợi liền cùng hắn đánh cược. Xem phản ứng mới vừa rồi của Lăng Đông cũng biết, Lúc này khẳng định rất tuyệt vọng, dù sao bạn trai em đẹp trai như vậy. Coi như là mặc cái bao bố tới cũng có thể giết hắn trong nháy mắt. tư Dạ Hàn nghe cô gái nói những lời đắc ý, đáy mắt mới vừa đóng băng như hồ băng trong nháy mắt liền hòa tan, nhìn ra được Diệp Oản Oản chém gió nãy giờ là muốn nói tới điểm chủ yếu này. Một bên hứa dịch chính là nghe xong lệ rơi đầy mặt. Y, v nhìn ông này làm tôi liên tưởng tới cá chép nhỏ quá a tương đương. Mặc cái bao bố tới Bà cô ngài nếu là trước đó nói lời này, tối nay mấy người chúng tôi cũng không cần gặp phải một trận dày vò như thế. Hắn biết, coi như bọn họ nhiều người như vậy cộng lại khen 10 ngàn câu, cũng không chống đỡ được vị này nói một chữ, đẹp trai. Đường từ nhà hàng tới trường học đường không dài, rất nhanh liền đến. Diệp oản oản từ trên lưng của hắn nhảy xuống, em đến rồi. Nam nhân xoay người, nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt rõ ràng lại chuyển lạnh. Pi, ông này lật mặt còn nhanh hơn cả lật thuyền nữa, V. Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình của người này thật là nắng mưa thất thường, âm tình bất định. Cùng lúc đó, cách Diệp Oản Oản và Tư Giả dạ Hàn không xa, có hai người đang đứng ở bồn hoa nhỏ gần đó, là hai học sinh một nam một nữ. Nữ sinh dáng vẻ luôn vui vẻ khả ái, mặc váy ngắn màu hồng, trong tay đang cầm một cái túi chứa hộp giấy nhỏ tuyệt đẹp, thẹn thùng đứng ở trước mặt nam sinh, Tư. Tư Hà, Tớ, tớ thích cậu, đây là sô cô la tớ tự mình làm, hy vọng cậu có thể thích. Nam sinh đối diện nữ sinh mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tựa hồ là lúc đang chuẩn bị ngủ trong nhà trọ lại bị gọi ra, nhưng cái này không làm mất đi mị lực của hắn chút nào, ngược lại nhìn so với hắn bình thường thêm mấy phần lười biếng không kiềm chế được, cô gái nhìn thấy cảnh này nai con trong lòng càng chạy loạn thêm. Giờ phút này, gương mặt nam sinh kia có thể làm tất cả học sinh nữ đều mê mẩn đến thần hồn điên đảo vẻ thờ ơ mang theo mấy phần đối với mọi việc đều không cảm thấy hứng thú chợt lóe lên vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét tớ không thích ăn đồ ngọt sắc mặt của cô gái nhất thời trắng nhợt gắng gượng không thèm để ý lấy lòng mở miệng nói chuyện này như vậy đi lần sau tớ sẽ làm cái khác cũng không thích cậu y anh phố vcl gạch dưới nam sinh nói xong cũng không để ý vẻ mặt cô gái sẽ như thế nào trực tiếp xoay người rời đi đang hướng phía nhà trọ đi tới nam sinh đột nhiên nghe được trong không khí an tĩnh chuyển tới một thanh âm hơi có chút quen thuộc em đến rồi tư hạ hơi dừng một chút bước chân theo bản năng hướng phía âm thanh chuyển tới nhìn lại diệp oản oản nam sinh hơi nhíu mày cơ thể che giấu ở trong bóng tối xuyên thấu qua khe hở cành lá thấy cách đó không xa dưới đèn đường diệp oản oản đang đứng ở nơi đó nói chuyện cùng một người đàn ông người đàn ông kia đưa lưng về phía hắn chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng mịt mù, nhưng chỉ là một thoáng trong nháy mắt Tư Hạ liền thay đổi sắc mặt. Tư Dạ Hàn, làm sao có thể? Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem, chỉ thấy Diệp Oản Oản nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt người đàn ông, ngủ ngon. Nói xong một bên rời đi một bên nghiêng đầu hướng người đàn ông phất phất tay. Đang lúc này, cái bóng lưng lạnh lùng đó quay lại, cánh tay thon dài trong trẻo duỗi một cái, kéo cô gái còn chưa kịp đi xa lại, nhập vào trong ngực của mình, cúi người hôn một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy. Băng, mặt cười. Mà tư hạ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, cả người đều đã ngẩn ngơ tại chỗ. chương 94, Diệp Oản Oản cùng tư dạ hàn. Khi thấy vị cửu thúc kiêu căng lạnh lùng kia cúi người hôn lên môi Diệp Oản Oản cái khuôn mặt làm cho nhiều đêm hắn gặp ác mộng. Thân hình tư hạ thoát một cái, đại não hắn vang một tiếng nổ. Chuyện này, đây là chuyện gì? Diệp Oản Oản, cùng Tư Dạ Hàn. Hai cái này hoàn toàn không phải là cùng một thế giới, không phải là một không gian, không phải đây là một vị ít khi gặp người khác giờ phút này lại xuất hiện ở cùng nhau, hắn cảm thấy loại quan hệ này vẫn là thật đáng sợ. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản trong miệng một mực nói người bạn trai kia là... Tư hạ gắng ngượng một tia thanh minh cuối cùng còn sót lại cuối cùng để ổn định thân hình, lần nữa hướng phía dưới đèn đường nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đã xoay người rời đi, Diệp Oản Oản cũng hướng phía nhà trọ nữ sinh đi tới. Tư hạ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, đứng ở chỗ bóng tối một lúc lâu. Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động vang lên, mắt hắn mới liếc điện thoại di động, quay đầu hướng phía nhà trọ nam sinh đi tới. Mới vừa đi tới lầu dưới nhà trọ, liền thấy Trình Tuyết đứng ở nơi đó. Mặc dù bây giờ đã rất khuya, nhưng Trình Tuyết lại ăn mặc ngay ngắn hoàn chỉnh, trên người mặc một chiếc váy xinh đẹp thuộc nữ ngay cả một tia nếp nhăn cũng không có, nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện trên mặt tận lực trang điểm tinh xảo trần trụi. Tại sao cậu lại từ bên ngoài vào thế? Trình tuyết thấy hướng mà tư hạ xuất hiện, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia thần sắc âm u. Xem ra tin tức không sai, quả nhiên lại có con tiện nhân không biết xấu hổ nửa đêm canh ba len lén cấu kết hắn. Tìm tôi có việc, so với nữ sinh mới vừa rồi kia, lúc đối mặt trình tuyết, giọng của tư hạ tốt hơn không ít. Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao, cậu gần đây liên tục bị Diệp oản oản cái con ma lem kia cuốn lấy, ban ngày lại luôn có nữ sinh vây quanh quấy giày cậu, tớ ngay cả cơ hội cùng cậu nói chuyện cũng không có. Trình tuyết vẻ mặt bất mãn, giọng nói mang theo mấy phần nũng nịu lầu bầu. Không có chuyện vậy ngày mai rồi hãy nói, hiện tại tôi có chút việc. Tư hạ nói xong liền muốn nhanh chóng vào lầu ký túc xá. Trình tuyết vừa thấy nhất thời nóng này, đã trễ thế này, cậu phải làm cái gì à? Mới vừa rồi không phải là Hàn Tiểu Như tìm cậu sao? Ừm, Tư Hạ không phủ nhận. Trình Tuyết gắt gao bấm lòng bàn tay, cô ta tìm cậu làm gì? Tư Hạ đưa sô-cô-la. Hàn Tiểu Như con tiện nhân kia. Trình Tuyết nghe một chút nhất thời cắn răng nghiến lợi, chỉ là một giây kế tiếp, thấy trên tay của Tư Hạ không có thứ gì, rõ ràng là không có nhận lấy, lúc này mới lại đắc ý, nữ sinh của cái trường học này thật sự là quá đáng ghét, mỗi ngày đều muốn quấy rầy cậu. Lại đưa sô-cô-la cho cậu, chẳng lẽ không biết cậu bị dị ứng với bột coca sao? Nói xong xuất ra một cái túi quà đưa tới, đây là món bánh ngọt hạnh nhân mà cậu thích ăn nhất, có thể làm bữa ăn sáng ngày mai. Cảm ơn, Tư Hạ đưa tay nhận. Thấy Tư Hạ nhận lấy bánh ngọt của cô ta, tâm tình u buồn của trình tuyết nhất thời được quét đi sạch sành xanh, mặt đầy si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt lấp lánh trói mắt kia, E lệ nói, "Khách khí với tớ làm gì, nếu cậu thích thì tớ sau này sẽ thường làm cho cậu." Dì Tư đều nói tay nghề của tớ càng ngày càng tốt nữa nha. Cô ta liền biết mình là không giống người khác. A, à, những hoa dại cỏ dại trong trường học này lại cũng muốn cướp người đàn ông của cô ta. Tớ không quấy rầy cậu nữa, cậu làm xong việc cũng nên đi ngủ sớm một chút đi. Biết hắn không phải là vì Hàn Tiểu Như, Trình Tuyết mới yên tâm, che phù 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 nhịp tim đang đập loạn cào cào hưng phấn chạy xa. Nhưng mà, nữ sinh cũng không biết, cô ta mới vừa vừa rời đi, người sau lưng trên mặt mang một vẻ lễ phép thân thiện, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, lộ ra hình ảnh hoàn toàn ngược lại với vẻ hoàn mỹ trước mặt cô gái lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, thậm chí mang theo một tia cao cao tại thượng chán ghét cùng khinh bỉ. Chậm rãi hướng phía trước đi mấy bước, nam sinh tiện tay đem túi bánh ngọt được gói tỉ mỉ ném vào trong một cái thùng rác. Y, về biết ngay mà, sau khi vào cửa, nam sinh không có trở về phòng của mình, mà là đi lên trên lầu, nhà trọ của Lăng Đông. chương 95, đẹp trai cũng có thể bẻ cong lão tử. Về nghe nhàn để có ai hình dung ra gì chưa? Ai vậy? Một người nam sinh mặc áo lót cùng quần cộc lớn vẻ mặt buồn ngủ mà kéo cửa ra. Sau khi thấy người đứng ở cửa lại là tư hạ, thần sắc nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút, hít, tư hạ. Mặc dù đang ở trong nhà trọ nam sinh, Thăm phòng là chuyện rất thường gặp, nhưng vị trước mắt này là nam thần của tất cả các nữ sinh toàn trường, là tình địch của nam sinh toàn trường, cộng thêm hắn cùng với hoa khôi của trường trình tuyết là một cặp, nhìn một cái liền biết ra thế không đơn giản, bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Từ hạ từ trước đến giờ một thân một mình, bình thường cũng không xuất hiện cùng với bọn họ nhiều, thăm phòng càng không thể. Cho nên, thấy hắn đêm khuya tới, nam sinh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, cái đó, cậu có chuyện gì sao? Tôi tìm Lăng Đông, Tư Hạ mở miệng nói. "Ô nha, cậu tìm Đông ca à, Đông ca hắn ở đây, vừa trở về là được." Nam sinh gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút hơi khó xử, chính là cậu tới không đúng lúc, tâm trạng của Đông ca bây giờ có khả năng không tốt lắm. "Tâm trạng không tốt, cậu vào trước đi, ngược lại chính cậu tự xem là biết liền." Nam sinh than thở kéo cửa ra. Tư Hạ mới vừa vào cửa, đập vào mặt mũi chính là một mùi rượu nồng nặc sau khi tư hạ đi vào, nam sinh đóng cửa lại thật nhanh, rất sợ mùi rượu tản ra bị quản lý trọ phát hiện. Chỉ thấy lăng đông đang giống như đống than bùn nát đặt mông ngồi dưới đất, xem bộ dáng kia đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn một mực lầm bầm tên của Diệp Oản Oản. Oản Oản, Oản Oản, tại sao phải đối với tớ như vậy? Tại sao tớ không phát hiện sớm một chút? Tình trạng này, người sáng suốt nhìn một cái biết ngay chính là mới vừa thất tình. Xảy ra chuyện gì, Tư hạ hướng phía ba nam sinh khác trong nhà trọ nhìn một cái. Ba nam sinh kia chố mắt nhìn nhau, người nam sinh mới vừa mở cửa lúc nãy kia thần thần bí bí xít lại gần hắn mở miệng nói, đông ca tối nay đi gặp bạn trai của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản lại có bạn trai, cậu tin không? Thật sao, ánh mắt tư hạ lóe lên. Không phải đúng không, lúc đầu bọn tớ đều cho là Diệp Oản Oản nói mình có bạn trai là nói qua loa lấy lệ gạt đông ca, còn nói cái gì bạn trai cô ta cao to đẹp trai vô cùng, còn mặt dày chém gió đến trời cao. Có quỷ mới tin cô ta, nhưng là, ai biết được rằng, sau khi Đông Ca đi, thật đúng là gặp được người đó. Nào chỉ là gặp được, theo lời Đông Ca nói, dáng dấp người đàn ông kia đẹp trai khủng khiếp, thật so với tư hạ cậu còn. Lời kế tiếp, Nam Sinh ho nhẹ một tiếng, không có nói ra. À, đẹp trai hơn tớ, thật sao? Tư hạ nhẹ giọng mở miệng. Nam Sinh sờ mũi một cái lúng túng nói ngược lại chính là Đông Ca nói như vậy, chúng tôi cũng hoài nghi là hắn uống rượu đến bị ảo tưởng rồi, nếu không làm sao có thể nói ra loại lời nói tào lao này. Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn ông nào đẹp trai như vậy còn bị mù mắt coi trọng Diệp Oản Oản. Chính là, coi như Diệp Oản Oản có bạn trai thì thế nào, bằng sức của Đông Ca chúng ta còn có thể không tranh nổi sao. Mấy người đang tôi một lời cậu một lời mà vừa nói, lăng đông bên cạnh đang say khướt đột nhiên vung chai rượu giống giận một câu, mẹ đẹp trai đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong lão tử lão tử còn cạnh tranh cái rắm ba nam sinh ở một bên cạn cmn lời đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong cậu ta là cái quỷ gì đông ca cậu tỉnh táo một chút đi đông ca tư hạ hướng phía lăng đông nhìn một cái một hồi lâu sau đi tới trước mặt của lăng đông ngồi chồm hổm xuống mở điện thoại di động ra đưa cho hắn tối nay cậu thấy bạn trai của diệp oản oản là hắn sao Lăng Đông mơ mơ màng màng hướng phía điện thoại di động của Tư Hạ nhìn một cái, một giây kế tiếp, vẻ mặt say khướt nhất thời tỉnh táo thêm một chút, giật mình một cái bỏ dậy, cậu. Cậu tại sao có thể có hình bạn trai của Diệp Oản Oản? Nghe nói như vậy, Tư Hạ nhất thời nheo cặp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa khó hiểu. Tư Dạ Hàn, lại thật sự là hắn. Cô gái trong cẩm viên kia, lại là Diệp Oản Oản, bạn học cùng trường cùng lớp gần bên cạnh hắn trong gang tấc. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 96 cùng nhau tẩy chay. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đi tới phòng học giống như thường ngày. Mặc dù đã là ngày thứ ba, nhưng chuyện của cô và Lăng Đông vẫn rất bị chú ý. Lúc Lăng Đông còn chưa tới mọi người cũng đã ở đó xì xào bàn tán, bàn luận xem chờ lát nữa Lăng Đông đến rồi lại sẽ làm ra chuyện gì kinh người nữa. Mãi đến khi sắp vào học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm. Nam sinh đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, sắc mặt nhìn qua rất tiểu tụy, một bộ dáng thất hồn lạc phách, sau khi vào cửa thiếu chút nữa đụng vào khung cửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lăng Đông bước vào cánh cửa, lúc đi ngang qua diệp oản oản, bước chân hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn nói, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bỏ đi ý nghĩ nói chuyện, vùi đầu bước chân vội vã đi, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo vậy. Nhìn thấy Lăng Đông tư thế như tránh không kịp. Diệp Oản Oản thở dài nhẹ nhõm. Cái đóa hoa đào này bị bóp nát so với trong tưởng tượng của cô còn phải còn nát hơn nữa. Bất quá cũng khó trách, cô thế nhưng ngay cả lưỡi hái tử thần đều tế ra, sao, đừng nói chẳng qua là cắt một nhánh hoa nhỏ, mộ tổ tiên đều có thể đào đi ra cho hắn. Sao Pi, ý nói đem đại ma vương ra mắt đó, V. Mà biểu hiện này của Lăng Đông, ở trong mắt những người khác liền trở thành loại suy đoán khác. A, à, hôm nay lăng đông tại sao không lấy lòng cái con ma kia nữa. Ha 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 tương đương xem ra là ma lem bị vứt bỏ rồi. Cái này cũng quá nhanh đi, lúc này mới được có ba ngày. Cái quái gì vậy, não của đông ca tôi rốt cuộc cũng thức tỉnh, thật đáng mừng nha. Ngoại trừ đối với tin nhảm này ra, một việc của một nhà khác tương đối được chú ý là hôm nay tư hạ không có tới lớp học. Từ lúc bắt đầu buổi sáng, cũng đã có không ít nữ sinh lớp khác đến nhìn lén Tư Hạ thất vọng mà quay về, nữ sinh lớp mình càng là lo lắng từng chút, hận không được phóng tới nhà trọ nam sinh nhìn Tư Hạ một chút xem rốt cuộc ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến buổi chiều, Tư Hạ như cũng không đến rồi. Các nữ sinh càng ngày càng lo âu, tất cả đều trông mòn con mắt mà nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay Tư Hạ tại sao đến bây giờ còn không có tới? Là có chuyện gì xảy ra sao? sẽ không phải là bị bệnh chứ. Lúc này, Trình Tuyết không nhanh không chậm mở miệng nói, cũng sẽ không đi, tối hôm qua lúc tớ thấy Tư Hạ hắn còn rất tốt mà. Mặc dù tất cả mọi người biết thái độ của Tư Hạ đối với Trình Tuyết khác biệt nhất, nhưng nghe đến đối phương nói tối hôm qua cùng Tư Hạ gặp nhau lời nói mập mờ như thế, vẫn là đều lộ ra thần sắc ghen tị. Nữ sinh Nguyên Văn là người hầu nhỏ, bên cạnh Trình Tuyết đầu tiên là hướng phía Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt nhìn một cái ngay sau đó thuận theo lời nói của trình tuyết cao giọng mở miệng nói, mỗi ngày giờ học bên người đều ngồi cạnh một con ma chán ghét, tàn học cũng không cách nào thoát ra khỏi cô ta, còn phải bị buộc hôn cô ta, đổi cho các cậu, các cậu nguyện ý đi lên lớp học sao. Lời nói của nữ sinh nhất thời lấy được sự gật đầu phụ hỏa của tất cả mọi người, Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt phẫn hận, phẫn uất và hận thù của các nữ sinh làm cho chôn vùi. Cái kia, tư hạ sẽ không phải là sau này cũng không tới chứ thật là quá đáng trường học chẳng lẽ sẽ không quản sao mặc cho cái con ma lem đem trướng khí mù mịt tới cho lớp hội diễn văn nghệ quan trọng như vậy tại sao có thể để cho diệp oản oản dính vào đến lúc đó lãnh đạo danh nhân sẽ đến nhiều như vậy nói nhỏ một chút thì là vứt đi mặt mũi của lớp ép chúng ta nói lớn một chút chính là ném toàn bộ mặt mũi của thanh hòa chúng ta á không bằng chúng ta cùng nhau tẩy chay đi tớ cũng không tin mọi người chúng ta cùng nhau tẩy chay trường học đều không quản Đúng, tẩy chay, mọi người cùng nhau tẩy chay. Hiện tại liền viết một phần thư tẩy chay, chờ lát nữa toàn bộ mọi người ký tên. Mọi người vốn là ít nhiều vẫn kiêng kỵ Lăng Đông, nhưng xem thái độ của Lăng Đông hôm nay, rõ ràng đã đối với Diệp Oản Oản không có hứng thú, cho nên liền không có sợ hãi nữa. Một đám người ngay trước mặt Diệp Oản Oản bắt đầu nháo nhác khởi nghĩa, không đến chốc lát phần kia cái gọi là thư tẩy chay liền viết xong, sau đó tất cả mọi người một người tiếp một người bắt đầu ký tên chương 97, giải trừ phong ấn. Lúc thư tẩy chay truyền tới Lăng Đông, nét mặt của hắn ngọ nguậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là không để ý, nhắm mắt làm ngơ mà ném tới bên cạnh. Nghĩ đến tối hôm qua lúc ánh mắt của đàn ông kia nhìn mình chầm chầm, hắn đến bây giờ toàn thân còn phát rét, lại suy nghĩ một chút gương mặt của nam nhân đó, cái thân khí phách kia, càng là tâm tư gì cũng không dám có. Về phần bản thân Diệp Oản Oản, nhìn thấy những người đó đang nháo nhác, kích động đến cặp mắt chiếu lấp lánh, không nhịn được âm thầm xoa xoa suy nghĩ của mình, quá tốt, vội vàng cùng nhau tẩy chay đi, tôi cũng có thể ký tên một cái sao. Đương nhiên, những người đó sợ cô hủy thi diệt tích, sẽ không đem thư tẩy chay truyền cho cô. Chờ thư tẩy chay truyền một vòng, đã lít nhít ký đầy tên, người hầu nhỏ của trình tuyết được làm đại biểu, hưng phấn đem thư tẩy chay đưa đi chỗ lương lệ hoa, lúc đi qua diệp oản oản, khuôn mặt đắc ý cùng diễu cợt. Rất nhanh liền tới một tiết học cuối cùng của buổi chiều diệp oản oản do tâm tình kích động nhất thời ỉu xìu bĩu môi một cái tiết học cuối cùng là lớp số học của triệu tinh châu thật sự muốn trốn tiết a à. nhưng là vừa nghĩ tới nếu cô không thể thi vào một cái trường đại học châu bò nổi tiếng căn bản không có mặt mũi mặt về nhà nhất thời lại cắn răng đem sách giáo khoa mở ra sống lại tới nay mỗi đêm ngày cô đều đang điên cuồng muốn phải đi về thấy cha mẹ mình muốn phải quỳ tại trước mặt bọn họ sám hối nhưng cô đã làm những chuyện vô học kia nên căn bản cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của bọn họ. Cô không có mặt mũi, càng không muốn lấy loại tư thái vừa chật vật vừa đáng thương này trở về, cô muốn thành sự kiêu ngạo của bọn họ mà không phải gánh nặng cùng điểm như của họ. Triệu Tinh Châu để cho cán sự bộ môn lớp số học phát một bộ sách luyện tập đi xuống, tiết này mọi người tự mình làm bài, làm xong thầy sẽ giảng giải tại chỗ. Diệp Oản Oản đối với toán học cũng không phải hoàn toàn một chữ cũng không biết, chẳng qua là thấy con số liền tê cả ra đầu, trốn tránh theo bản năng. vào lúc này đang đang ép chính mình đọc đề, trong lớp đột nhiên vang lên một chàng thốt lên: a à, tư hạ, tư hạ đến rồi. a à, ông trời của tôi, tôi thế nào cảm giác tư hạ hôm nay, hôm nay đẹp trai bảo à. xin lỗi thầy, em tới trễ. cánh cửa truyền tới âm thanh réo rét của thiếu niên. diệp oản oản bị tiếng huyên náo quấy rầy theo bản năng ngẩng đầu lên xuyên qua cánh cửa nhìn lại một giây kế tiếp, trong nháy mắt Diệp Oản Oản cảm giác trước mắt mù một cái. Bị trợt hiện một cái liền mù rồi. Khó trách những nữ sinh này đột nhiên kích động thành như vậy. Trước mắt ra hỏa này, rõ ràng vẫn là như thường ngày không ăn mặc khác biệt lắm, nhưng thế nào cô lại cảm giác hắn hôm nay có chỗ nào không giống nhau. Bình thường tư hạ đẹp trai thuộc về đẹp trai, nhưng giàu gì cũng ở trong phạm vi loài người, nhưng hôm nay, Giống như trên người hắn tầng kết giới cùng ngụy trang mịt mù kia đột nhiên biến mất, giống như cả người giải trừ phong ấn trình độ câu dẫn người nổ tung trong nháy mắt, giơ tay nhấc chân thậm chí một ánh mắt một cái ánh mắt cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Triệu Tinh Châu không thèm để ý chút nào mà cười ha hả nói, không việc gì không việc gì, bạn học tư hạ, vào đi, em cúp tất cả giờ học, duy chỉ có giờ học của thầy lại chạy tới, thầy rất vui vẻ yên tâm đi. Diệp Oản oản nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái lời này có phải hay không không đúng chỗ nào? Một học sinh nói như vậy mà thầy nói không thành vấn đề sao? Cũng không sợ bị giáo viên bộ môn vây đánh sao? Đang trong lòng nói hỏng bét, Triệu Tinh Châu cố ý hướng phía của cô nhìn một cái, một số bạn học, nếu có thể có một phần trăm sự nhiệt tình đối với toán học như bạn học tư hạ đây, coi như là thầy cắt thận cũng phải cấp tài trợ cho một trăm bộ đề thi cùng gói quả lớn. Diệp Oản Oản, thật không cần đâu thầy, cảm ơn sau khi cùng Triệu Tinh Châu chào hỏi, Tư Hạ đi tới trước gót chân của cô. Sau khi đến gần, cái cảm giác bước người đến mê người nhất thời càng thêm mãnh liệt, Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoa mắt một cái, vội vàng đứng lên, để cho hắn vào chỗ ngồi. chương 98, tớ có thể dạy cậu. Mãi đến khi Tư Hạ đã trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang díu ra díu dít, sắc mặt Triệu Tinh Châu nhất thời nghiêm túc mở miệng nói, được rồi được rồi, tất cả yên lặng một chút, Sao mà lúc thầy đến không thấy các em kích động như vậy chứ? Thầy, bởi vì thầy không đẹp trai, lập tức có nữ sinh phản bác. Bạn học này, em mới vừa nói cái gì? Em hãy dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa. Giọng của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp. Thưa thầy ngài đẹp trai nhất, nữ sinh bị dọa phải mau hô to. Rất tốt, tiếp tục làm bài đi. Sau một hồi náo loạn, mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào làm bài, nhưng rõ ràng các cô gái trong lớp vì mê trai đã không có một người nào chú ý trên bài học. Sau khi tư hạ ngồi xuống, đem bài tập từ đầu tới cuối lướt qua một lần liền không xem nữa, giống như thường ngày nằm tại chỗ này bắt đầu ngủ. Diệp oản oản ở một bên nhìn đến ghen tị không thôi, so với việc cô nộp giấy trắng là hai nguyên nhân khác nhau, người này là bởi vì biết làm hết. So sánh lần trước cô may mắn xem qua đề gốc nên chúng tủ đúng câu trả lời mới đạt được mắc điểm số học của tư hạ ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra mỗi lần đều là mắc điểm ở trong mắt cô thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái mặt cười chảy nước mắt quả nhiên tư gia không có một người nào bình thường diệp oản oản đang đau khổ một bên làm bài một bên oán thầm trong lòng đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị đè lên trong hô hấp truyền tới một mùi hương sạch sẽ tươi mát diệp oản oản cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem ngay sau đó liền phát hiện tư hạ không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cẩn thận tựa vào trên vai của cô. Trong phút chốc, những âm thanh binh ninh loảng xoảng trong phòng học liên tiếp vang lên, sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người tư hạ thì tiếp theo đều đem mắt kính và cầm rơi đầy đất, ánh mắt của trình tuyết càng là sắp có thể giết người. Ôi đệch, tư hạ lại, lại lại dựa vào bả vai của cô ta. Diệp oản oản con tiện nhân này. Ai cũng đừng cản tôi, bà đây muốn đi cào nát mặt của con ma kia diệp oản oản hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của nữ sinh cả lớp vội vàng dè đặt cố gắng đem người đẹp ngủ trong rừng ha ha trên bả vai mình cho rời đi rơi à chết sớm mất mắc mớ gì đến cô chứ cô cũng là người bị hại có được không nhưng nếu cô nói thật ra lời này liền có thể bị người ta đánh chết vì vậy chỉ có thể nuốt khổ vào bụng mình thôi cũng còn khá khi rời được một nửa tư hạ tự mình tình khuôn mặt kia với đôi mắt lim dim buồn ngủ thật là quá đặc biệt phạm quy. Nhớ lại lúc cô hướng về phía gương mặt đó của tư giả hàn nhìn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, nhưng giờ vẫn là bị mê mẩn rồi. Bàn về khí chất, tư hạ và tư giả hàn đúng là không cách nào so sánh được, nhưng hai người hoàn toàn là loại hình bất đồng. Tư giả hàn là đại ma vương nguy hiểm thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo, mà giờ phút này tư hạ chính là vương tử sống sờ sờ làm điên đảo con tim của ngàn vạn thiếu nữ. Sau khi tư hạ tỉnh lại, lười biếng chống đỡ lấy cái chán ánh mắt rơi vào trên sách bài tập của diệp oản oản câu này diệp oản oản có chút kinh ngạc nhìn sang cái gì câu này làm sai rồi còn có câu này câu này cũng không đúng thấy tư hạ liên tục chỉ ra vô số bài sai lông mày của diệp oản oản giật giật hít sâu một hơi cậu cứ nói tớ làm đúng câu nào đi ngón tay thon dài trắng nõn của tư hạ phân biệt chỉ một cái vào hai đề hai câu này chọn đúng rồi hai câu này là tớ chọn bảy. Diệp Oản Oản trong lòng chua xót đến thật là muốn đập đầu vào bàn. Cô còn cho là số học mình cũng không đến nổi kém tới mức này đấy. Tớ dậy có thể cậu, tư hạ mở miệng cười. chương 99, cậu thích tớ sao? Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời giật mình một cái. Rốt cuộc cũng phát hiện ra hôm nay tư hạ dường như là lạ ở chỗ nào. Chính là ngày trước hắn ngày ngày gục xuống bàn ngủ, cả ngày nhìn cũng sẽ không nhìn cô một cái nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động nói nhiều lời với cô như vậy, còn muốn dạy cô môn số học. Sao khổ khổ sao, không cần, tớ cũng không muốn chết không có chỗ chôn Lại nói, hôm nay cậu bị gì vậy, làm sao mà tiết cuối cùng mới đến, nữ sinh toàn trường muốn cậu đều sắp điên rồi. Trọng điểm là những người đó đem việc tư hạ không tới đổ hết tất cả trách nhiệm lên người cô. Diệp Oản Oản vừa nói một bên xem xét, nếu quả thật tư hạ là bởi vì mình mới không tới, Việc đó cô phải đi đề cập với cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi là được rồi, còn diễn tập chính cô cũng không có cách nào từ chối, nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể thử một chút. Thật sao? Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Đúng thế, Diệp Oản Oản gật đầu, sau đó thuận thế hỏi, hôm nay cậu không tới, không phải là bởi vì. Nhưng mà, lời tiếp theo Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, liền nghe được Tư Hạ đột nhiên cắt đứt lời cô, hỏi một câu, vậy còn cậu? À, Tớ làm sao, Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp ý của Tư Hạ. Tư Hạ sâu kín nhìn lấy nàng, "Cậu thích tớ sao?" Pttt, tê tê tê, về méo thể nhịn cười nổi với anh này luôn. Diệp Oản Oản ngây người như phỗng. CMN, rốt cuộc não hắn có vấn đề ở chỗ nào hả? À? Diệp Oản Oản toàn thân mồ hôi cùng lông đều dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau co rụt lại, mặt đầy biểu tình hoảng sợ, "Cậu, có phải cậu bị sốt hay không?" "Được rồi, Mọi người đều dừng lại đi, thầy bắt đầu giảng giải, trong quá trình làm bài có câu nào không hiểu, lúc thầy giảng thì tất cả đều phải chú ý nghe kỹ một chút. Trên bục giảng lời nói của Triệu Tinh Châu cắt đứt bầu không khí quỷ dị lúc này. Diệp oản oản che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi, hù chết cô rồi. Người này là thuận miệng đùa bớn cô đúng chứ? Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng đến hết giờ tan học, ánh mắt của các nữ sinh kia trợn mắt nhìn cô giống như sắp có thể ăn thịt người rồi. Mặc dù không nghe được Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ khi đi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hạ không chỉ có không cẩn thận tựa vào bả vai của cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta, bất luận một cái nào đều đủ để cho người khác muốn đem Diệp Oản Oản ném trên bàn cắm đinh sắc nhọn. Nữ sinh toàn trường có một nhận thức chung, Tư Hạ là của tất cả các cô, ai cũng không cho phép cướp, nếu không thì sẽ trở thành tình địch của tất cả học sinh nữ. Cho nên cho dù có nữ sinh mưu đồ gây rối, cũng chỉ dám nhân lúc không có ai len lén đi theo tư hạ tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để người khác phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường học lăn lộn. Có thể tưởng tượng được, Diệp Oản Oản lại dám ngay trước mọi người cấu kết tư hạ, phải nhận lấy sự hận thù của biết bao nhiêu người. Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là tư hạ không cẩn thận dựa vào trên vai cô, cũng là tư hạ chủ động tìm cô nói chuyện, nhưng sẽ không có người nào để ý cái này, sai nhất định là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết Tư Hạ đã liên tục chừng mấy ngày không có tới tập diễn, hôm nay lại đúng hạn trình diện. Diệp Oản Oản một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày, không khỏi có loại dự cảm không tốt. Tư Hạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như mọi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han, bất bình dùm. Tư Hạ, cái con ma kia thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy cậu. Tư Hạ cậu đừng lo lắng, chúng tớ đã nộp thư tẩy chay, cùng nhau yêu cầu bỏ cũ thay mới diệp hoàn hoàn. Cô giáo lương nhất định sẽ tôn trọng đề nghị của chúng tớ đấy. Thật ra thì hôm nay cậu cũng không cần tới, ngày mai cô giáo lương sẽ trả lời chúng ta. Đúng vậy đúng vậy, không bằng cậu cứ trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mới vừa rồi giờ số học khẳng định ghê tởm quá mức rồi. Trong lúc nói chuyện, những phần kia người khác đã kết thúc tập diễn, đến phiên phần diễn của Tư Hạ. Lớp trưởng đi tới trước mặt Tư Hạ, yếu ớt mà mở miệng hỏi, "Cái đó." Tư Hạ, đến lượt cậu, hôm nay cậu muốn xếp hàng tập diễn sao? Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Tư Hạ chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên sân khấu, dĩ nhiên. Chương 100, thật sự muốn được nam thần hôn cho tỉnh. Diệp Oản Oản cho là hôm nay Tư Hạ sẽ không tập diễn, cho nên tô son môi màu tím. Thấy Tư Hạ đi tới, theo bản năng hỏi một câu, "Cái đó?" cần tớ đổi một màu sắc khác không? Cô nhớ lần trước Tư Hạ rất khó mà tiếp nhận cái màu sắc này. Tư Hạ hướng phía cô nhìn một cái, nhiệt độ trong ánh mắt chấp động khác thường, không cần, rất đẹp mắt. Diệp Oản Oản, WTF, đẹp mắt, ai đó làm ơn tới cứu cô. Diệp Oản Oản bị hù dọa đến mức phải mau trang điểm lại ép cho đỡ sợ, tay bên dưới run rẩy vẽ lệch ra mấy nét bút pi, chỉ kẻ mắt của con gái đó son môi cũng tô đi tô lại vài lần. Tư hạ nhìn khuôn mặt của Diệp Oản Oản, thần sắc ôn nhu trên mặt không dễ dàng phát giác xuất hiện một kẽ hở, bất quá chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, hít sâu một hơi mở miệng nói, bắt đầu tập diễn đi. Bởi vì là do tư hạ chính mình muốn diễn, những nữ sinh kia bất mãn đi nữa cũng không có cách nào, chỉ có thể từng chút một không cam lòng ngồi ở đó nhìn lấy. Cuối cùng một tuồng kịch, tình cờ gặp gỡ hoàng tử, bắt đầu diễn tập. Sau khi công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc, một vị hoàng tử cưỡi bạch mã xông vào rừng rậm, mê dưới đường quỷ thần xui khiến đi tới trước nhà gỗ nhỏ, thấy bảy chú lùn đang thương tâm trông coi công chúa Bạch Tuyết. Tư hạ chậm rãi đi tới cái bàn trước mặt mà Diệp Oản Oản đang nằm, đưa mắt nhìn dung nhan cô gái, con người bên trong như lưu ly tràn đầy thâm tình cùng vẻ đau thương. Tất cả mọi người vây xem thấy vậy đều là mặt đầy thán phục. Đệt, kỹ thuật diễn xuất của nam thần hôm nay bùng cháy hà phải biết diệp oản oản gia nhập chính là đem vở kịch diễn trên sân khấu này độ khó tăng lên đến level max, tất cả mọi người tưởng tượng một chút phải đem một con ma này biến thành nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất trần gian là hình ảnh gì. Tiếp đó, một màn kinh sợ nhất lại bắt đầu, hoàng tử thật lòng hôn xuống, khiến cho công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại. Tư Hạ đưa tay ra, khẽ vuốt ve sợi tóc của cô gái, một tay chống đỡ trên bàn bên người cô gái, ngay sau đó chậm rãi cúi người Tư thế như vậy khiến cho tất cả học sinh nữ đến vây xem nhìn cũng đỏ mặt tim đập loạn, tất cả đều hận không được xông lên đem Diệp Oản Oản đạp lộn nhào sau đó chính mình nằm trên đó. Gào, tức chết tôi rồi, tôi cũng muốn được nam thần hôn cho tỉnh. Nam thần cũng quá tốt quá hiền lành, còn miễn cưỡng tự mình đi tới tập diễn như vậy. Nhưng có người lại lợi dụng sự hiền lành của nam thần không biết xấu hổ còn được voi đòi tiên. Mọi người một bên cắn răng nghiến lợi, một bên quan tâm thương yêu không dứt mà chuẩn bị cho tư hạ nước suối và giỏ rác. Y, về giỏ rác chắc là để ói. Thời điểm tư hạ khẽ vuốt sợi tóc của cô gái, không cẩn thận đụng phải da thịt trên cổ của cô gái, ngón tay nhất thời cứng lên trong nháy mắt. Da thịt trên cổ của Diệp Oản Oản trở xuống không có bôi lên phấn lót dày, hẳn là màu da lúc đầu của nàng, cái màu da trắng nõn giống như sữa dê, xúc cảm trong nháy mắt làm cho trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên bốn chữ, vô cùng mịn màng thiếu niên giống như bị đả thương vậy nhanh chóng thu ngón tay lại lỗ tai hơi có chút nóng lên ngay sau đó tâm tình bình ổn nhưng thân qua hướng phía cô gái đến gần hơn một chút trên khán đài trình tuyết nhất thời soạt một cái đứng lên chuyện gì đang xảy ra những nữ sinh khác thấy vậy cũng sợ ngây người lần này tư hạ thế nào lại không giống thường ngày vừa mới đến gần liền chịu không được chạy đi còn càng ngày càng đến gần mọi người mắt thấy hai người chỉ còn lại có khoảng cách người được hô hấp của nhau coi như là né vị cũng không cần gần như vậy. Vô vô, nguyên bản là tá vị, mình không biết thuật ngữ này gọi là gì nhưng mà là dạng ảo giác tạo cảm giác như hai người đang hôn lên nhau vậy. Đệt, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chẳng lẽ tư hạ chuẩn bị làm thật? Ngay cả lăng đông trong góc một mực không yên lòng thấy một màn như vậy cũng thay đổi sắc mặt. Diệp oản oản mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương gần trong gang tắc, thời điểm phát hiện có gì đó không đúng, Cô vội vàng mở mắt, một giây kế tiếp liền đối mặt với khuôn mặt lấp lánh chói lọi kia của tư hạ được phóng đại ngay trước mặt của mình. Audio điện tử võ tấn bền chương 101, bối cảnh không đơn giản. Đang lúc này, cánh cửa nhỏ của hội trường đột nhiên truyền tới một thét tiếng kinh hãi, cô giáo lương đến rồi. Quả nhiên, ngoài cửa, lương lệ hoa đi vào, đi trước là cô hầu nhỏ của trình tuyết đưa thư liên danh cho lương lệ hoa, xem bộ dáng chắc là mới vừa rồi thấy tình huống không đúng liền bị trình tuyết phái đi tìm viện binh. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Oản Oản cũng vội vàng nhân cơ hội bỏ dậy. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô không, cô đứng dậy trong nháy mắt, dường như thấy trên mặt tư hạ có một tia bất mãn giống như bị người khác quấy dậy vậy. Trong tay lương lệ hoa cầm thư tẩy chay kia, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn hướng phía Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, Diệp Oản Oản, thế nào mỗi lần đều là cô rốt cuộc cô còn phải làm ra bao nhiêu phiền toái mới cam tâm. Nói xong chuyển hướng mọi người mở miệng nói, ý của mọi người thấy cô, bà cô đó cũng đã thấy, vốn là vì công bằng mới dùng giúp thăm quyết định, nhưng bây giờ cái kết quả này lại tạo thành vấn đề càng lớn hơn. Cô nghe nói gần đây tập diễn rất không thuận lợi, cộng thêm xem xét đến vấn đề hình tượng của lớp học, cô quyết định lựa chọn thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết lần nữa, mọi người có ý kiến gì không? Nghe nói như vậy, nhất thời hiện trường tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn nói đại khái là lòng người cũng không quá đáng tất cả mọi người đều cùng đồng thanh trả lời không có diệp oản oản cũng thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc cũng chờ đến giờ phút này nhưng đang lúc này bên người cô lại truyền đến một âm thanh đột ngột em không đồng ý người nói chuyện là tư hạ cách đó không xa trình tuyết nhất thời nóng này lật đật chạy đến trước mặt của tư hạ kéo cái góc áo của hắn thấp giọng nhắc nhở tư hạ cậu đang nói gì thế? Cô giáo đều đã đồng ý, cậu còn sợ cái gì sao? Diệp Oản Oản cũng cau mày hướng tư hạ nhìn sang, người này lại muốn làm cái gì? Nam sinh ánh mắt lạnh như băng liếc qua chỗ tất cả mọi người, nếu như quy tắc có thể thay đổi nữa, như thế lần kế tiếp chọn thí sinh có hay không lại phải nửa đường thay đổi người. Hơn nữa khoảng cách diễn xuất đã không còn thời gian bao lâu, đổi lại người lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta tập diễn rất thuận lợi, chỉ có một tuồng kịch cuối cùng, mà tuồng này có vấn đề, từ trên người tớ mà ra, tớ đã điều chỉnh xong trạng thái, bảo đảm tập diễn có thể tiến hành thuận lợi. Không chỉ là các học sinh tại đây bối rối, Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới tư hạ lại sẽ phản đối, hơi nhíu mày nói, nhưng là, coi như em có thể thuận lợi diễn thôi, nhưng hình tượng của Diệp Oản Oản là vấn đề lớn. Tư hạ mặt không đổi sắc mở miệng, sân khấu kịch vốn chính là nhất định có nghệ thuật biến hóa cùng khoa trương thành phần ở bên trong, Hình tượng của Diệp Oản Oản căn bản không phải vấn đề, huống chi thời điểm trước khi lên sân khấu hoàn toàn có thể dùng các loại phương thức để giải quyết hình dáng và mặt nạ che chắn, những thứ này em sẽ cùng lớp trưởng bàn bạc cho cô một bản kế hoạch cặn kẽ khả thi. Tư Hạ đã nói tới mức này rồi, Lương Lệ Hoa mặc dù bất mãn, cũng không tiện nói gì nữa, nếu như em kiên trì, cô đương nhiên cũng không thể phản đối, nhưng nếu như xảy ra vấn đề. Thật ra thì Diệp Oản Oản vẫn là thứ yếu chuyện này vấn đề lớn nhất là trên người tư hạ cô ta bà cô cho là tư hạ đối với việc diệp oản oản diễn vai công chúa bạch tuyết thật vô cùng bất mãn cho nên mới coi trọng nhưng nào có biết sau khi đến thì thấy thái độ của tư hạ cùng với lời nói từ miệng của các học sinh kia lại hoàn toàn khác nhau vị chủ này cũng không phải là nhân vật mà cô ta bà cô loại tiểu nhân này đắc tội nổi những người khác có lẽ không biết bối cảnh cụ thể của tư hạ nhưng cô ta thì rất rõ ràng người đó không phải là đại gia bình thường đâu. Nếu không phải chính miệng tình nhân của cô ta ông thầy hiệu phó hay gì đấy ép quên rồi ai nhớ không chính miệng từng nói, đánh chết cô ta cũng không nghĩ tới lai lịch của tư hạ lại lớn như vậy. chương 102, không tiếc bán đứng nhan sắc. Thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết là em rút ra, em sẽ phụ trách tới cùng. Tư hạ mở miệng, tư hạ dứt lời, trong nháy mắt bên trong hội trường nhỏ yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bởi vì chuyện này phát triển bất ngờ ngoài dữ liệu mà trợn tròn mắt. Nếu bạn học tư hạ đã nói thế, vậy tạm thời cứ như vậy đi, có vấn đề gì em tùy thời có thể đến liên lạc với cô. Nói cái gì cả lớp liên danh thư, đến cuối cùng Lương Lệ Hoa tự nhiên vẫn là lấy ý kiến của tư hạ làm chủ, vì vậy thái độ ôn hòa nói xong câu này liền rời đi. Sau khi Lương Lệ Hoa rời đi, Trình Tuyết không thể nhịn được nữa hướng về phía tư hạ hô lên, tư hạ, Tại sao cậu phải giúp cái con ma kia nói chuyện?" Tư Hạ không trả lời, thậm chí có khả năng đều không nghe được lời nói của Trình Tuyết, giờ phút này, sự chú ý cùng ánh mắt của hắn đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Trong ánh mắt chăm chú kia, lại làm cho người ta có một loại ôn nhu tình thâm, ảo giác đã chờ đợi qua nhiều năm. Ánh mắt như vậy thật là hoàn toàn đốt lên lửa giận của Trình Tuyết, cô ta xoay người liền hướng phía Diệp Oản Oản tiến lên, chợt giơ lên tay, Diệp Oản Oản Cô là cái loại tiện nhân không biết xấu hổ, rốt cuộc cô đã làm gì với Tư Hạ. Còn không đợi Diệp Oản Oản bên này phản ứng, đột nhiên một bóng người cực nhanh mà vọt đến trước mặt của cô. Sau đó chính là, chát, một tiếng giòn tan. Cái bàn tay kia của Trình Tuyết không có đánh trên mặt của cô, lại đánh trên người Tư Hạ. Bởi vì thân hình chênh lệch, bàn tay của Trình Tuyết tát đến gần cầm của Tư Hạ, móng tay bén nhọn trong nháy mắt tại da thịt trắng nõn của hắn để lại vết máu trói mắt. Trình Tuyết thấy mình không cẩn thận đánh vào Tư Hạ, cả người đều bị hù dọa bối rối, "Tư Hạ, cậu, tớ, tớ không phải cố ý, xin lỗi." Đáy mắt Tư Hạ không có một tí nhiệt độ thoáng qua một tia sát ý rét lạnh, thu hồi lời nói vừa rồi của cô, "Nếu có lần sau, đừng trách tôi không nhắc nhở cô." Diệp Oản oản thời khắc này nội tâm tan vỡ. Người này rốt có thủ oán gì với cô? Trong mấy giây ngắn ngủi, ít nhất hắn đã kéo đến cho cô cả tấn hận thù các cô gái oán niệm đều sắp hóa thành thật mà định hướng phía cô nhào tới nhưng mà cái này cũng chưa tính thời điểm tư hạ chuyển hướng qua cô ánh mắt lạnh lẽo nhất thời hòa tan thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng không có sao chứ hù dọa cậu sao diệp oản oản đúng rồi hù dọa tớ đều sắp bị cậu hù chết rồi đấy đại ca à ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không coi như cô có ngu ngốc đến mấy cũng đã nhìn ra cả ngày hôm nay tư hạ là đang tận lực trêu cô. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội hắn ở chỗ nào, để cho hắn phải trả thù mình như thế. Trình tuyết hung tợn chừng mắt nhìn cô, sau đó khóc chạy xa, bên trong hội trường nhỏ những người khác cũng nghi ngờ không thôi mà lần lượt rời đi. Chờ lúc chỉ còn lại hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được mở miệng, cái đó, xin hỏi, hot boy đại nhân tôn kính, Tớ rốt cuộc là đã chọc tới chỗ nào của cậu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tớ trước đó nói bạn trai tớ đẹp trai hơn cậu, cho nên ghi hận trong lòng. Ách, vì vậy liền không tiếc bán đứng nhan sắc, cái này hy sinh cũng quá lớn rồi. Nhan sắc, tư hạ chậm rãi lau khôn mặt mình bởi vì vết máu đã thêm mấy phần diêm dúa, gương mặt này, cậu thích không? Vinh hạnh của nó. Diệp oản oản, người này chú ý chỗ này cũng thật là quá quỷ dị đi ánh mắt tư hạ phức tạp mà sâu thẳm nhìn cô gái trước mắt vẻ mặt im lặng, thất thần lẩm bẩm mở miệng, thật. Không nhớ tớ sao? Thanh âm của hắn quá thấp, Diệp Oản Oản không có nghe rõ, à. Cậu nói cái gì? Không có gì, thiếu niên hơi rũ mặt mày, đáy mắt dường như xẹt qua một tia cô đơn không dễ dàng phát hiện. Diệp Oản Oản đang định tiếp tục hỏi rõ, lại thấy đối phương đột nhiên hướng phía cô đến gần. Diệp Oản Oản theo bản năng lui về sau một bước, đối phương lại đột nhiên ở trước gót chân của cô ngồi trồm hổm xuống, nửa quỳ ở nơi đó, bắt đầu đưa tay ra giúp cô cột lại dây dày mà cô không cẩn thận làm tuột ra. Tiểu thiếu ra cao quý lại ngạo mãn như thế, nhưng giờ phút này tư thế vô cùng thành kính thậm chí có phần hèn mọn. chương 103, thiên địa hợp là dám cùng quân tuyệt. Diệp oản oản vội co rụt về phía sau, rút chân về. Chỉ thấy cái dây dày bị tuột ra dưới cánh tay thon dài của thiếu niên được cột thành một cái nơ con bướm hoàn mỹ đừng khẩn trương, tớ khô bông có ác ý đối với cậu, chẳng qua là. Tư hạ nói tới chỗ này lại chậm chạp không tiếp tục mở miệng. Diệp oản oản giấu đi ánh mắt nghi ngờ, chẳng qua là cái gì. Chẳng qua là, muốn ở lại bên cạnh cậu. Diệp oản oản, đang yên đang lành cậu lại muốn gây hỏa hay là cậu bị đột biến nữa vậy thiếu niên. Nếu như lấy năng lực lý giải của cô không gặp trở ngại mà nói, lời này của tư hạ được coi là tỏ tình gián tiếp sao. Diệp Oản Oản bất ngờ đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên một ca khúc, ở nơi đó hoa đào đang nở rộ. Cô sống lại trên thế giới này rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Nếu như nói trước khi sống lại là kiểu khó khăn, sau khi sống lại đơn giản là thăng cấp thành kiểu địa ngục. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hoa đào một đóa nối tiếp một đóa, còn một đóa so với một đóa kia đáng sợ hơn. Đóa trước mắt này thật là có thể nói bá vương hoa cấp độ sử thi. Chẳng lẽ tư hạ giống như lăng đông, cũng thấy qua diện mạo thật sự của cô. Dù sao gương mặt này của cô nhất định chính là hiểm họa không lường được. Nhưng là, cô chắc chắn mấy ngày nay rất cẩn thận, tuyệt đối không có từ nhà trọ đi ra ngoài lộ ra bộ dáng không hóa trang, huống chi Tư Hạ cùng Lăng Đông khác nhau, lấy thân phận cùng mắt nhìn của hắn, cũng không vì vậy mà thái độ đột nhiên đối với cô phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Oản oản đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, kiếp trước cô mặc dù đối với Tư Hạ không hiểu nhiều, nhưng cũng biết quan hệ của hắn với Tư giả Hàn vô cùng tệ hại, cơ hồ đến mức độ đối đầu gay gắt, chẳng lẽ là Tư Hạ phát hiện cô có quan hệ với Tư Dạ Hàn, sau đó chơi cái trò gì mà cướp nữ nhân của kẻ thù. Suy nghĩ kỹ một chút, chính là tối hôm qua Tư Dạ Hàn mới tới trường học, sau đó ngày thứ hai thái độ của Tư Hạ đối với cô liền phát sinh biến hóa. Nếu quả thật là như vậy, người này rốt cuộc chắc là có nhiều hận thù với Tư Dạ Hàn, ngay cả đối với cô cũng muốn xuống tay vẻ mặt Diệp Oản Oản chân thành mà mở miệng nói, bạn học tư hạ, bất luận rốt cuộc là cậu xuất phát từ loại mục đích nào, không cần phải đối xử ác với chính bản thân mình như vậy chứ. Xin cậu hãy nhìn kỹ mặt của tớ, lại suy nghĩ xem xét thật kỹ. Tớ đã nói với cậu, đây là bộ dáng hóa trang, tháo hóa trang ra đó chính là linh hồn sóng trùng kích. Chỗ này ép không rõ nghĩa lắm nên để nguyên văn nha, có thể là do bên CV dịch sai nghĩa. Tư hạ nhìn chầm chầm mặt của cô, khóe miệng giật một cái, dường như cũng là trải qua kịch liệt dẫy ruộng, sau đó kiên cường hít sâu một hơi, khôi phục thần sắc nhu hòa mở miệng nói, không việc gì, xem quen liền có thể. Diệp Oản Oản thật là muốn quỳ, nhức đầu không thôi mà nặn nặn nghi tâm, nghiêm túc cẩn thận gần từng chữ mở miệng nói, tình cảm của tớ đối với bạn trai tớ so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không mòn, sông không cạn, sấm sét từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Cho nên, hay là cậu buông tha tớ đi nếu như tư hạ gặp phải người không phải là cô lấy thân phận bối cảnh giá trị nhan sắc cộng thêm kỹ thuật diễn xuất thế này đoán chừng thật đúng là không có cô gái nào có thể từ chối được nhưng bây giờ không cần biết tư hạ rốt cuộc là ôm mục đích gì chỉ sợ là hắn phải thất vọng trên đầu chữ sắc có cây đao cô cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình ra đùa nói xong cũng không để ý tư hạ rốt cuộc có phản ứng gì vội vàng bỏ chạy giữ khoảng cách sẽ tốt hơn mãi đến lúc chạy ra thật xa Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngẩng đầu một cái liền thấy một người so với Tư Hạ còn không muốn thấy hơn. Thẩm Mộng Kỳ dáng vẻ vội vã hướng phía cô chạy tới, "Oản Oản, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu." "Tìm tớ có việc gì sao?" Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc nói, "Cậu còn không biết sao? Mau nhìn forum của trường đi, chuyện của cậu cùng Tư Hạ đều đã truyền khắp nơi rồi." Chương 104, Bẻ cong sự thật trước đó khi tư hạ giúp cô ngăn cản một cái tát của trình tuyết cô cũng đã có linh cảm không lành chẳng qua không nghĩ là nó lại tới nhanh như vậy diệp oản oản mở diễn đàn ra nhìn một cái quả nhiên liền lập tức thấy trang đầu nổi bật lên một cái nhan đề vô cùng nổi bật hấp dẫn gái xấu nhất thanh hòa cùng hot boy thanh hòa phải chăng có gì mở ám gái xấu cùng hot boy cái nhan đề nhìn muốn lác con mắt này vừa nhìn một cái liền biết là chiêu trò dùng để câu view bài post bắt đầu kể từ việc cô làm bài kiểm tra hạng nhất đếm ngược miêu tả cặn kẽ cô âm mưu làm thế nào từng bước một đến gần tư hạ cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược để đến gần tư hạ lại ăn gian thi cả lớp để đạt hạng nhất tiếp tục dính lấy tư hạ sau đó lại ăn gian giúp thăm được vai diễn công chúa bạch tuyết mưu toan ăn được hôn tư hạ lên lớp cố ý mưu kế dây dưa quấy dày toàn bộ bài không có chút logic nào hoàn toàn là vì đen mà đen chuyện thành tích có tất cả thầy cô làm chứng Lương Lệ Hoa đều đã thừa nhận thành thích của cô là thật. Đến chuyện rút thăm, cô căn bản cũng không có cái máy nào để đụng vào ống đựng quẻ thăm, làm sao mà an gian? Nếu như cô thật dây dưa quấy giày Tư Hạ, lúc ở hội trường nhỏ chủ nhiệm Lương muốn đổi người, tại sao Tư Hạ phải thay cô nói chuyện? Nhưng những thứ này đâu có cái gì quan trọng hơn? Sẽ không có bất kỳ người nào phí tâm đi truy cứu thật giả, chỉ có thể giống loài kền kền, sao thấy thịt thối giữa bình thường điên cuồng đến nhào tới cắn xé nàng. Sao một loài chim ăn thịt xác chết Pi, tác giả so sánh thiệt là vi diệu, V. Ai bảo một con ma lem như cô lại may mắn như vậy có thể đến gần nam thần của bọn họ, có thể làm cho nam thần ra mặt cho cô, đơn giản chính là tội ác tài trời, dấu lớn Pi, mấy bà này ngộ ghê hén, không được như vậy nên ghen ăn tức ở à. Thích giả hàn nhất, tớ chính là học sinh lớp F, tớ tận mắt thấy, khi đi học cái con ma lem kia cố ý đụng trên người tư hạ. Chán ghét chết được, y, có ai để ý cái nickname không A à tương đương, V. Bút chỉ không có tiểu mới, trời ơi thật hay giả. Thật là ác tâm, thật là người xấu nhiều tác quái. Chỉ với cái bộ dáng quỷ đó cô ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lại cũng dám mơ ước tư hạ. Tay trái cái bóng ngược, cũng may nam thần người tính khí tốt không so đo với cô ta, vẫn còn tự trách là mình sai. Rơi ạ. À hướng về phía gương mặt đó ai đặc biệt có thể tự thân đến hôn xuống à? Nếu là tớ, tớ ngay cả cơm tối cũng có thể ói ra được không? Tán rét không chia gì ức, lần trước không phải nói khuyên lui sao, lại còn không cút. Thật là đã đánh giá thấp thủ đoạn của con ma lem này rồi. Thích dạ hàn nhất, ha ha, nếu là không có chút thủ đoạn, có thể đem lão đại của thanh chơi đến xoay quanh sao? Thứ người như vậy nên cút ra khỏi thanh hòa. Tam list diệp oản oản cút ra khỏi thanh hòa bài post phía sau chuyện của lăng đông cũng bị lật ra gắn cho nàng cái mác loại con gái lăng loàng nhiều thủ đoạn một chân đạp hai thuyền đem đến cho cô thương thích đầy mình tuy biết rõ những thứ này đều không phải là sự thật nhưng cô không có cách nào giải thích giải thích thế nào nói là tư hạ đơn phương có ý đối với cô còn tỏ tình với cô đến lúc đó sợ là cô phải bị nước miếng phun chết oản oản cậu không sao chứ những người này thật sự là quá đáng rồi, tại sao có thể nói cậu như vậy?" Thẩm Mộng kỳ bày ra bộ dạng lòng đầy căm phẫn. Cô ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao cho tới bây giờ Diệp Oản Oản còn có thể sống tốt như thế? Trước đó cô ta gửi những tin nhắn kia biểu hiện đã đọc, rõ ràng là Tư Dạ Hàn đã thấy được. Nhưng cô ta Oản Oản không chỉ có sống thật tốt, cấu kết xong với Lăng Đông, ngay cả thái độ của Tư Hạ đối với cô ta cũng càng ngày càng đặc biệt nhìn thấy vẻ mặt thẩm mộng kỳ ra bộ ân cần, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười mà ngoác ngoác khóe môi. Người mở ra cái chủ đề này nickname là thích giả hàn nhất, nhảy lên xuống nhảy đủ loại nói xấu cô dài nhằng đúng là phương thức của thẩm mộng kỳ. Thích giả hàn nhất, cái ID này, thật đúng là ý vị thâm trường. a à, lại cùng với cô chơi đùa dư luận. Vật trong tay cô vốn còn muốn tồn tại mấy ngày, hiện tại ngược lại vừa vặn phát huy được tác dụng chương 105, bát quái công nhân bốc phát. Chỉ là, oản oản, cậu lúc nào thì quan hệ với tư hạ tốt như vậy. Tớ nghe nói hắn hôm nay không chỉ có giúp cậu ở trước mặt chủ nhiệm lớp nói chuyện, còn giúp cậu ngăn cản một cái tát của trình tuyết nữa. Thẩm mộng kỳ do hỏi. Lúc trước chuyện của lăng đông huyên náo lớn như vậy cũng không tạo được chút tác dụng nào, cho nên cho dù thái độ của tư hạ đối với Diệp Oản Oản không bình thường, cô ta cũng không nắm chắc chuyện này vọt đến tai tư giả hàn rốt cuộc sẽ có tác dụng hay không. Cô ta quả thực không nghĩ tới tư giả hàn sẽ đối với Diệp Oản Oản càng ngày càng dung túng, cũng có lẽ là những người khác tư giả hàn căn bản là không coi vào đâu, chỉ có cố Việt Trạch mới có thể làm cho hắn để ý. Thật ra thì, thẩm mộng kỳ hoàn toàn chính là muốn xóa, người khác coi như vua của Đông Á, đừng nói là lăng đông một người lớn sống sờ sờ, coi như là một con chó, Diệp Oản Oản dù thả có nhiều bả, sợ rằng người khác cũng phải sử dụng gậy đánh chó. Đó là đương nhiên, bởi vì tư hạ là người tốt nha. Diệp Oản Oản trực tiếp dùng nguyên câu văn trong bài post trả lại, dấu lớn. Thẩm mộng kỳ nhất thời bị nghẹn đến không phản đối được, nhắc nhở, tóm lại cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi, nhiều nữ sinh thích tư hạ nhiều như vậy, nhất định sẽ ghim cậu, nhất là trình tuyết đó. Cái bài post này 8 phần 10 chính là trình tuyết vì trả thù cậu mà đăng lên. Diệp Oản Oản trong lòng cười lạnh, một bên giả bộ làm người tốt còn vừa không quên đem nước dơ hướng trên người người khác rồi, cũng là đủ chạy. Biết rồi, tớ sẽ cẩn thận, trở về nhà trọ đây, bai tương đương. Thẩm Mộng Kỳ nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản rời đi, khuôn mặt tức giận. Trước đó cô ta còn đang cao hứng cho rằng Diệp Oản Oản có thể là bị thất sủng cho nên mới không còn tư cách ở lại Cẩm Viên, nhưng bây giờ điều khổ não là dù cho Diệp Oản Oản không ở tại Cẩm Viên, cô ta cũng không có cơ hội đến gần Tư Dạ Hàn. Y, cái đó là chuyện đương nhiên. Tư Dạ Hàn đoán chừng là quá bận rộn không có thời gian. Chưa từng nhận điện thoại của cô ta, cô ta đã từng thử thăm dò gửi tin nhắn muốn hẹn hắn đi ra, nhưng là tất cả tin tức đều giống như đá chìm đáy biển, có lúc cô ta thậm chí cảm giác mình chính là một máy móc truyền đạt tin tức của Diệp Oản Oản, chỉ có tin tức liên quan tới Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn mới có phản ứng. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Sau khi đối phó thẩm mộng kỳ xong, Diệp Oản Oản từ cửa sau đi ra ngoài, tiến vào một tiệm internet gần trường học. Tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đăng nhập vào forum Trường Thanh Hòa. Đang muốn đăng nhập, cô nhớ lại ID cũ của mình tên gọi so với ID của Thẩm Mộng Kỳ, thích dạ hàn nhất còn buồn nôn hơn, yêu trạch một vạn năm. Vì vậy Diệp Oản Oản nhanh chóng tạo một cái tài khoản mới, sau đó lần nữa suy nghĩ cái tên bát quái công nhân bốc phát. Sau khi tạo tài khoản xong, Diệp Oản Oản soạn một bài post. Bài post tựa đề tin tức hot hoa khôi thanh hòa thẩm mộng kỳ cuối cùng lại là một tiểu tam cướp đàn ông của người khác. Nội dung cùng tựa đề là một dạng, chỉ có một câu nói đơn giản này, sau khi soạn xong, Diệp Oản Oản liền tiện tay đăng lên. Không ngoài dự đoán, cái tựa đề này cực kỳ bắt mắt nên chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số người xem. Mỹ Nam đáng yêu nhất hệ, CMN, thẩm mộng kỳ, đây không phải là nữ thần của tôi sao? Tiểu tam là tình huống gì? Bút trì không có tiểu mới, chủ Tút tung tin Việt như vậy nhưng là phải được phong tước hiệu A. Da đẹp trai nhất, thế đạo này làm sao, Thẩm mộng kỳ là nữ sinh hiền lành đơn thuần như vậy cũng có người bôi đen. Thích giả hàn nhất, tôi xem chắc là chủ Tút là bị bệnh đau mắt nên ghen tị rồi. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, chủ Tút nói có đúng không, là chuyện Thẩm mộng kỳ cùng Giang Yên Nhiên còn có tống tử hàng. Hình như là tôi đã có nghe qua thích giả hàn nhất, người comment phía trên cậu từ đâu nghe được tin nhảm thế, cậu là tận mắt thấy sao? Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, hích, cái này ngược lại không có, tôi cũng là nghe người khác nói. Tán rét không chia gì ức, đã có người tận lực muốn bôi đen thầm mộng kỳ, dĩ nhiên là khắp nơi tạo giao cho cậu ấy. Thứ tin đồn nhảm này chưa đủ tin được. Bút chì không có tiểu mới, chủ túc có bản lĩnh thì cầm ra trứng ra đi, núp ở phía sau ăn nói lung tung có gì tài giỏi muốn coi chúng tôi là con cờ, không khỏi cũng mơ mộng quá rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 106, yêu cầu trùy đến trùy. Bài post vừa mới post lên, Diệp Oản Oản liền bị tập thể người ủng hộ của thẩm mộng kỳ nhạo báng, không ít ai đi quen thuộc đều là theo cái thiệp mời hắc Diệp Oản Oản đó tới. Thỉnh thoảng có mấy cái bình luận nói tận mắt thấy tình huống bạn trên mạng cũng đều bị mấy cái bình luận đó phun thương thích đầy mình, thậm chí bị định nghĩa thành tung tin vịt. Quy tắc ở trong vòng giải trí là chân tướng không quan trọng, quan trọng là ai nắm giữ dư luật, thì người đó liền có được thiên hạ, tình huống trong thời khắc này cũng là như vậy. Đây cũng chính là lý do tại sao thẩm mộng kỳ dám tùy ý biên tạo lời nói dối tẩy trắng bản thân. Diệp Oản Oản cũng không nóng nảy, liền lặng lặng xem bình luận của bọn họ. Tán rét không chia di ức, ha ha, lầu chủ không dám đi ra. Thích hàn giả nhất, bị đặt hoàn toàn, tự tung tin việt sinh sự với người khác, thứ người như vậy ta thấy cũng nhiều. Chờ tất cả mọi người đều đưa ra bình luận của mình, không sai biệt lắm cũng đều cho rằng bài post này hoàn toàn là tin vịt, mắt thấy bài post muốn chìm xuống, Diệp Oản Oản trực tiếp phát một đoạn video mà hôm bữa cô quay ra. Đoạn clip quay lại thời điểm khuya ngày hôm trước lúc Thẩm Mộng Kỳ đang cùng Giang Yên Nhiên tranh chấp, cô đã sớm len lén quay lại đột hiện trường so sánh cái tin đồn thất thiệt của thẩm mộng kỳ trong bài post kia, bài viết lần này của cô lại là có ảnh có chân tướng. Bên trên forum trường học Thanh Hòa, cô hiện tại là gái xấu hạng nhất ở Thanh Hòa, trên bát quái cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện, thiệt hay giả liền không ngừng. Nhất là cô cùng tư hạ ngồi cùng bàn càng là cơ hồ mỗi ngày đều cũng bị người nhìn quanh một lần, mọi người phỏng trừng đều sắp đối với thẩm mỹ của cô mệt mỏi. Tính chất bài post của thẩm mộng kỳ chẳng qua chỉ là đem cừu hận của cô lại làm lớn ra một chút nữa ngược lại cô đã đen như than đá một dạng đen không thể đen hơn nhưng khác với thẩm mộng kỳ hoa hậu lớp a ở thanh hòa nổi danh là thanh thuần giai nhân thuần khiết tốt đẹp như vậy giống như tờ giấy trắng là nữ thần trong lòng đông đảo nam sinh lại nhân lúc không có ai biết cấu kết với nam nhân khuê mật của mình cái bát quái này có thể so với tin tức ngày ngày xào đi xào lại khắp người cô ma lem cơm nguội còn muốn bùng nổ hơn nhiều lúc này đem bát quái của thẩm mộng kỳ tuôn ra vừa vặn có thể rời đi ánh mắt của người khác ở dưới tình huống không cách nào làm sáng tỏ nên dùng một chủ đề mang tính bạo nổ một chút rời đi ánh mắt quần chúng đây là một trong những thủ pháp kinh điển giao tiếp trong vòng giải trí gửi xong video diệp oản oản đi uống cùng ăn một vài món ngồi xuống ghế lẳng lặng chờ đợi mấy giây ngắn ngủi yên lặng sau nguyên bản bài post vốn đã dừng lại không người bình luận lại lần nữa hồi phục nổ tung tịch mịch no tim trời ạ à, ta nhìn thấy gì mọi người mau đến xem bát quái siêu cấp lớn đáng yêu hệ Mỹ Nam Tử, CMN. Lại là thật, nữ thần còn bị Giang Yên Nhiên tại chỗ dùng điện thoại di động đập sưng mặt sưng mũi. Ta là tiểu khả ái 123, thật là một trận tuồng kịch A. Thẩm mộng kỳ cùng Giang Yên Nhiên không phải là bạn tốt chung một phe sao? Sao lại trở thành người thứ ba nhúng tay vào? Da đẹp trai nhất hích, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Gió thổi qua mùa hè, video đã chứng minh tất cả rồi còn có thể có hiểu lầm gì đó sao? không có nghe tiếng Giang Yên Nhiên nói sao người còn chủ động đưa hôn rồi. Dù có chút lương tâm nhưng muốn tránh hiểm nghi cũng không kịp, tại sao hết lần này tới lần khác muốn ở ngày sinh nhật của người ta một mình cùng nam nhân của người ta đi ra ngoài hẹn hò, lại là hôn nhau còn nói ra cái gì sau khi tốt nghiệp liền ở cùng nhau lời nói mập mờ như thế. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, có ảnh có chân tướng, cái này so với cách vách xuất sắc nhiều á. Khó trách lầu chủ một mực không lên tiếng, nguyên lai like muốn suốt đại chiêu làm toàn bộ mọi người nghẹn đây. Lần này thẩm mộng kỳ cũng không đến để phản bác nữa. Bài post này của Diệp Oản Oản nhanh chóng được quần chúng chuyên ăn dưa buôn chuyện trên trời hấp dẫn, trong nháy mắt nhiệt độ đã vượt trên tin tức của Diệp Oản Oản. Toàn bộ đám bạn trên mạng còn đang trong cái thiệp mời đó đều chuyển tới thẩm mộng kỳ trong bài post, yêu cầu lầu chủ bạo nổ càng nhiều bát quái. chương 107, bom hẹn giờ. Chẳng được bao lâu, cái ID quen thuộc lại xuất hiện. Thích Hàn Dạ nhất, thầm Mộng Kỳ đến cùng có phải chủ động dâng nụ hôn hay là nói những lời đó hay không, đều là Giang Yên Nhiên một mình một phương diện nói tới, thiệt giả đều còn chưa biết được chứ. Lại nói coi như là Thẩm Mộng Kỳ thật làm như vậy rồi, thích một người không có tội, Giang Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một người thầm mến Tống Tử Hàng, hai người bọn họ cũng không phải là quan hệ bạn bè trai gái, làm sao có thể nói Thẩm Mộng Kỳ là người thứ ba nhúng tay vào. Diệp Oản oản phủi đi một cái, sau đó không nhanh không chậm trở về viết một đoạn văn đi lên. Bát quái công nhân bốc vác A, người hơi có chút đầu óc đều biết, Giang Yên Nhiên nói, dĩ nhiên chính là Tống Tử Hàng chính miệng nói cho cô ấy biết, cái này thiệt giả còn phải nói sao. Ngoài ra, Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, còn nhỏ trong người thì đã có hôn ước, chuyện này người biết cũng không thiếu, người cho là thẩm mộng kỳ cùng Giang Yên Nhiên quan hệ tốt như vậy, Giang Yên Nhiên dĩ nhiên chuyện gì cũng đều nói với Thẩm Mộng Kỳ, Thẩm Mộng Kỳ sao lại không biết cái này? Coi như cô ta không biết cái này, chỉ biết là Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng, cũng không nên lừa gạt Giang Yên Nhiên dưới tình huống đó âm thầm cùng Tống Tử Hàng chơi trò mập mờ. Đúng, thích thì vô tội, nếu thích thì cô ta có thể quang minh chính đại nói ra cùng Giang Yên Nhiên để cạnh tranh, tin tưởng như vậy không có bất kỳ người nào lại nói cô ta, nhưng chơi đùa trò hề này là ý gì? chẳng lẽ là bởi vì thích người giống nhau thì có thể treo nhiều người hơn sao? Thích hàn dạ nhất, trên lầu hoàn toàn là ở bịa đặt, hoàn toàn là ngậm máu phun người. Xin bản chủ xóa topic. Bát quái công nhân bốc phát, ta có video bộc lộ chân tướng, làm sao lại là hoàn toàn bịa đặt hả? Trên lầu trước đây không lâu đăng cái tin vỉa hè cũng có thể vui vẻ sung sướng, đến nơi này của ta ngược lại thành bịa đặt hoàn toàn rồi hả? Trên lầu quá hai lời đi ta là tiểu khả ái 123, cảm thấy được lầu chủ nói rất có đạo lý, hơn nữa suy đoán vô cùng hợp lý a. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, đứng về phía lầu chủ. Thích hàn dạ nhất cái này ai đi là lạ, thế nào thời điểm tám chuyện liên quan đến diệp oản oản hăng say như thế, thỉnh thoảng có người nói không chứng cứ liền đem sỉ nhục đối phương đến thương tích đầy mình, vào lúc này lại chạy tới nơi này hảo tâm như vậy thay thầm mộng kỳ nói chuyện. Ngược lại nếu như là ta mà nói, nam sinh ta thích thích khuê mật của ta, còn cùng khuê mật của ta tỏ tình, khuê mật của ta biết rõ ta thích người nam sinh kia thích đến chết đi sống lại lại lừa gạt lấy ta không nói cho ta, còn âm thầm với hắn đi ra ngoài hẹn hò, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cô ấy. Giữa bằng hữu trọng yếu nhất không phải là thẳng thắn sao? Loại chuyện này đều lừa gạt lấy, nói không có gây dối ý đồ, đánh chết ta cũng không tin. Đại khái là bởi vì tâm không sạch, ai đi thầm mộng kỳ không có đi ra chuyển lời, đoán chừng là nghĩ biện pháp tìm người xóa topic đi. Mặc dù vẫn có bộ phận nam sinh vì thẩm mộng kỳ nói chuyện, nhưng trên diễn đàn loại địa phương này, sức chiến đấu cao nhất tự nhiên vẫn là nữ hài tử. Huống chi các nữ hài tử đối với loại chuyện này ghét cay ghét đáng nhất, dư luận trên căn bản đều ở bên Giang Yên Nhiên. Chuyện này còn chưa đủ để hoàn toàn đánh chết thẩm mộng kỳ, nhưng chỉ nội việc tẩy trắng đã đủ làm cô ta bận rộn, đỡ cho cô ta tìm mình gây phiền toái. Lại quét qua bài post trong chốc lát, Thấy đồng loạt đều là trinh phạt thầm mộng kỳ, cô trong cái bài post đã dần dần trầm xuống, Diệp Oản Oản liền trở về trường học. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản không có lập tức trở về nhà trọ, mà là vòng quanh bên hồ nhỏ tản bộ tiêu cơm một chút. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, bắt đầu từ lúc nãy tinh thần cô có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có chuyện sẽ phát sinh. Chuyện của Tư Hạ giống như cái bom hẹn giờ như vậy giờ ở nơi nào? Lăng Đông còn dễ giải quyết, Tư Hạ làm sao bây giờ? chương 108, cho tới bây giờ không có có yêu ta sao? Chẳng lẽ muốn để cho cô đi nói với tư giả dạ hàn, cháu của anh đang trêu chọc em sao? Quan hệ của hai người ở chỗ này, tư giả dạ hàn là cửu thúc của tư hạ, cô nếu tùy tiện chạy đi tố cáo, đây chẳng phải là thành khiêu khích quan hệ chú cháu của bọn họ sao? Diệp Oản Oản đang suy nghĩ phải xử lý thế nào cho Hoàn Mỹ để xong cái vấn đề này, đột nhiên không nghe được cách đó không xa truyền tới một thanh âm tức giận. Giang Yên Nhiên, Tôi thật không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy, trước kia cô đối với mộng kỳ động thủ, hại cô ấy bị thương thì coi như xong đi. Hiện tại còn ở trường học trên diễn đàn phát loại video này làm hỏng mất danh dự của cô ấy. Diệp Oản Oản nhất thời hơi nhíu mày, trùng hợp như vậy, Tống Tử Hàng. Chỉ thấy khuôn mặt Tống Tử Hàng bực tức, mà cô bé đối diện hắn vẻ mặt tiêu tủy tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, kích động đến giải thích, em đã nói qua rất nhiều lần rồi cái bài post kia không phải là em phát. Coi như là em phát, chẳng lẽ trong bài post nói tới có lỗi gì sao? Chẳng lẽ cô ấy không phải là đoạt nam nhân của em? Không phải là cô ấy phản bội hữu tình của chúng ta sao? Tống Tử Hàng liên tục cười lạnh, trong con người tràn đầy chán ghét vẻ, Giang Yên Nhiên, cô thật là không thể nói lý, tôi không phải là vật sở hữu của cô, càng cùng cô không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước cũng bất quá là một phía tình nguyện, Tôi không phải là búp bê mà bọn hắn có thể thao túng, tôi cũng có người mình thích. Nếu không phải cô ngăn cản chúng ta, tôi với Mộng Kỳ sớm liền ở cùng nhau, bởi vì kiêng kỳ cảm thụ của cô, cô ấy bị bao nhiêu ủy khuất. Cô lại như vậy tổn thương Mộng Ký, cô mới là người thứ ba giữa chúng ta. Ánh mắt như thế thật là như dao cắt ở trên người cô gái, đột nhiên Giang Yên nhiên hết sắc, mặt đầy đau khổ, thật thảm nở nụ cười, a. À. Ha ha, Tống Tử Hàng chúng ta từ trong bụng mẹ đã nhận biết anh đã nói nói qua muốn kết hôn cùng em phải bảo vệ em không bị bất luận kẻ nào khi dễ muốn cả đời ở chung với em nhưng là bây giờ anh nói cho em biết em cùng anh hoàn toàn không có quan hệ em là người thứ ba em là người thứ ba nữ hải nói ba chữ cuối cùng từng chữ đẫm máu và nước mắt mà nam nhân đối diện khuôn mặt không bình tĩnh nói những thứ kia sớm đã là chuyện lúc còn bé Cô đừng lại dùng những lời lúc đó đùa giỡn càn quấy. Móng tay Giang Yên Nhiên hung hăng bóp vào trong thịt lòng bàn tay, càn quấy. Nguyên lai like thứ em nhớ vài chục năm, đọc vài chục năm, chờ mong vài chục năm, tất cả đều là em càn quấy. Tống Tử Hàng, anh rốt cuộc có tim hay không? Em hỏi anh, đã nhiều năm như vậy, anh cho tới bây giờ không có có yêu em sao? Dù là chỉ có trong nháy mắt. Lúc này, điện thoại di động của Tống Tử Hàng reo lên, hắn nhìn lấy tin nhắn ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Giang Yên Nhiên mặt đầy không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng nói, Giang Yên Nhiên, tôi biết điều nói cho cô biết, không có. Tôi đối với cô cho tới bây giờ chỉ có tình huynh muội mà thôi. Nhưng bây giờ, cô đã đem cảm tình của tôi đối với cô đều tiêu tan hết sạch rồi. Tôi cho cô thời gian một tiếng xem xét, chính cô xóa bỏ bài post, nếu là chờ sau một tiếng còn không có xóa topic, cô đừng trách tôi vô tình. Tống Tử Hàng nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Giang Yên Nhiên đôi môi lay động, ánh mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt của cô tựa như có lẽ đã chảy khô, đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn lấy bóng lưng nam nhân rời đi, giống như bị hút khô tất cả tức giận. Không biết qua bao lâu, cô chết lặng cất bước chân, từng bước từng bước hướng phía mặt hồ đi tới. Chương 109, bài post là cô phát. Trong góc tối Diệp Oản oản nhìn đến Nhất thời âm thầm kêu lên một tiếng, không tốt. Giang Yên Nhiên trạng thái không đúng lắm. Sẽ không phải là bởi vì cô nhúng tay vào lại không có thể làm cho Giang Yên Nhiên thanh tỉnh, lại dẫn đến việc Giang Yên Nhiên tự sát trước thời hạn chứ? Cô còn tưởng rằng bây giờ lúc này, tình cảm của Giang Yên Nhiên đối với Tống Tử Hàng hẳn là còn không có sâu như vậy nữa, thanh tỉnh sớm một chút còn có thể cứu chữa, xem ra là cô tính sai rồi. Hai người thanh mai trúc mã Nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Giang Yên Nhiên chính là gả cho Tống Tử Hàng, thành thê tử của hắn, giờ phút này cái mục tiêu đó ầm ầm bị hủy, so sánh như là cả thế giới sụp đổ cũng không quá đáng. Huống chi người đồng thời phản bội lại là bằng hữu tốt nhất được cô ấy tín nhiệm nhất. Dù sao công lực thu mua lòng người của thẩm mộng kỳ cô đã đích thân cảm thụ qua, năm đó đối với cô thời điểm cũng là tốt lên trời, theo cô chơi đùa theo cô náo theo cô khóc theo cô cười, theo cô khúc cua, theo cô đuổi theo cố việt trạch, thậm chí theo cô cùng nhau lưu ban. Cô không chỉ là xem cô ta thành bằng hữu tốt nhất, còn tưởng là thành chị dâu tương lai, làm thành người nhà họ. Ai có thể biết phía sau lại là trăm ngàn lỗ thủng âm mưu tính toán. Có bao nhiêu quan tâm, khi phát hiện thật thì có nhiều tuyệt vọng bấy nhiêu. Mắt thấy khoảng cách của Giang yên nhiên và mặt hồ chỉ có nửa bước xa, Diệp oản oản nặn nặn mi tâm, vội vàng theo góc tối đi ra, ung dung mở miệng nói, ơ. Ờ, nhìn một chút đây là người nào, đây không phải là Giang Yên Nhiên Giang đại tiểu thư của chúng ta sao? Buổi tối ở chỗ này, sẽ không phải là bị ném bỏ cho nên không muốn xong nữa mà muốn tự sát chứ. Giang Yên Nhiên sống lưng đột nhiên cứng đờ, nguyên bản con người đờ đẫn vô thần nhất thời hung tợn hướng phía Diệp Oản Oản chừng đi, cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Oản Oản. Bây giờ thấy cái bộ dáng này của tôi cô rất vui vẻ, rất đắc ý sao? Diệp Oản Oản câu môi, ngữ khí rất là cần ăn đòn, đó là đương nhiên, cô nếu là hiện tại nhảy xuống, tôi đây liền càng vui vẻ hơn, càng đắc ý hơn, ai, thế nào không nhảy à? Cô, Giang Yên Nhiên giận đến đôi khuôn mặt đỏ bừng, cô nằm mơ đi. Giang Yên Nhiên nói xong cũng lui về sau một bước, bất quá chỉ là một tống tử hàng mà thôi, cô nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Lấy ra thế của tôi, muốn tuyết đàn ông như thế nào mà không có? Tôi chẳng qua chỉ là ghét bị lừa dối mà thôi. À, không tệ, thật lên đường chứ sao? Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, ân ân, nói không sai, Giang Đại Tiểu Thư tự nhiên không lo không có người gả cho. Muốn tổn thất cũng nên là đối phương tổn thất mới đúng. Thấy đối phương chiến đấu như gà trống bình thường khí thế hung hăng, đại khái có thể cùng với cô làm ồn 800 hiệp, xem ra như vậy hẳn là bỏ đi ý niệm tự vận. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, phủi mông một cái tùy tiện ở bên bờ trên bãi cỏ ngồi xuống, tiếp tục quét bài post. Giang yên nhiên nhất thời không chịu nổi kích, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị cùng Diệp Oản Oản đại náo một trận, lại không nghĩ rằng cô ấy làm ồn đến một nửa liền tự nhiên chơi đùa điện thoại di động, nhất thời có một loại cảm giác quyền đánh ở trên bông vải. Tâm tình thay đổi nhanh chóng, cô cảm giác khí lực cả người đều bị hút khô, tại chỗ tê liệt ngồi xuống, ngơ ngác ôm lấy đầu gối, Diệp Oản Oản, cô có phải hay không rất ghét tôi? Tôi có phải hay không? Thật như thế chọc người ghét. Thấy Diệp Oản Oản hoàn toàn không có trả lời, một mực chuyên tâm xem điện thoại di động, Giang Yên Nhiên theo bản năng thuận theo điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn lại. Kết quả, khi nhìn rõ Diệp Oản Oản đang đang hồi phục bài post sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong khung hồi phục của Diệp Oản Oản, ID lại biểu hiện bát quái công nhân bốc phát. Cô, cô là bát quái công nhân bốc phát, cái thiệp mời đó của thẩm mộng kỳ là cô phát. Giang Yên Nhiên mặt đầy ngạc nhiên nói, chương 110, cùng ta hợp tác đi cô còn tưởng rằng cái bài post này là của phương cầm hoặc là người nào đó gặp chuyện bất bình phát nhưng vạn vạn không nghĩ đến người này sẽ là diệp oản oản cái này khắp nơi thay cô nói chuyện thay cô bất bình dùm bài post lại cô cho tới nay đều coi là tử địch của diệp oản oản điều này sao có thể thẩm mộng kỳ không phải là bằng hữu tốt nhất của cô sao tại sao cô phải làm như vậy giang yên nhiên kinh ngạc nhìn hỏi diệp oản oản nhướng mày hướng cô ấy nhìn một cái a à bằng hữu tốt nhất. Cô ta cũng là bằng hữu tốt nhất của cô đây. Bất quá tôi cũng không giống như người khác, dại dột muốn người khác nhắc nhở mới biết bị đùa bỡn xoay quanh. Thật ra thì Diệp Oản Oản lời nói này vẫn còn có chút trột dạ, cô cũng là ngu xuẩn cả đời tài trí đáng thương. Cô, Giang Yên Nhiên phát hiện cô đột nhiên xem không hiểu người trước mắt. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản lúc ấy không phải nói lỡ miệng, mà là cố ý nói ra trước mặt mọi người những lời đó. Chẳng lẽ là Thẩm Mộng Kỳ cũng hai mặt làm gì với Diệp Oản Oản, bị Diệp Oản Oản phát hiện ra cho nên thái độ của Diệp Oản Oản mới thay đổi lớn như vậy? Giang Yên nhiên càng nghĩ càng có thể, cô thậm chí nghĩ đến Diệp Oản Oản là thế nào bị gạt ra khỏi đi, cũng là bởi vì ban đầu Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đắng trước mặt bọn họ tiết lộ Diệp Oản Oản bị nhân sĩ ngoài trường bao nuôi, cuộc sống riêng hỗn loạn, còn có bệnh đường sinh dục. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy nhân phẩm của Thẩm Mộng Kỳ Độ tin cậy những lời này thật sự là đáng giá đắn đo cân nhắc. Thấy Giang Yên Nhiên bộ dạng nghi ngờ không thôi, Diệp Oản Oản biết lấy chỉ số thông minh của đối phương, rất nhiều chuyện hẳn là cũng có thể hiểu được, vì vậy, một bộ biểu tình như tên giang hồ lừa bịp mặt đầy đầu độc mở miệng nói. Giang đại tiểu thư, muốn cho tống cận bã yêu cô yêu chết đi sống lại không thể không có cô sao? Muốn cho bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ ra ánh sáng ở trước mặt tất cả mọi người tiếng xấu lan xa sao? muốn cho Tống Cận Bã thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ hơn nữa bởi vì không có lựa chọn cô mà hối hận sao. Giang Yên Nhiên mặc dù không có trả lời, nhưng Diệp Oản Oản nói một câu con mắt của Giang Yên Nhiên liền phát sáng một phần, hiển nhiên Diệp Oản Oản mỗi một chữ đều nói ở trong tâm khảm của cô. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Oản Oản nháy con mắt, nói một câu, cùng tôi hợp tác đi. Giang Yên Nhiên sửng sốt một chút, trần chờ hướng phía đối phương nhìn sang, hợp tác. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô, dựa vào cái gì hợp tác với cô. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, bằng dáng rất đẹp của tôi. Giang yên nhiên sắc mặt đen một chút. Dựa vào chúng ta có cùng chung địch nhân, lý do này đủ chưa? Lần này, Diệp Oản Oản nghiêm túc mở miệng nói. Bởi vì tư dạ hàn hạn chế, rất nhiều chuyện cô không có phương tiện làm, mỗi ngày rời đi trường học cũng không dám, quả thật cần một người hợp tác. Giang yên nhiên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi, tôi có thể biết tại sao không? Tại sao cô đột nhiên cùng thẩm mộng kỳ đối nghịch? Diệp oản oản câu môi cười một tiếng, đúng dịp, giống như cô, bởi vì cô ta mơ ước nam nhân của tôi. Nam nhân của tôi, Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc, đại khái cũng là không quá tin tưởng Diệp Oản Oản có nam nhân. Có lẽ Diệp Oản Oản giống như cô, là một mình thầm mến nam nhân đi. Nghĩ tới đây, Giang Yên Nhiên ngược lại có vài phần đồng bệnh tương liên. Cho nên, mới vừa rồi Diệp Oản Oản cố ý nói những thứ lời khó nghe kia kích thích cô, thực ra là vì ngăn cản cô không nghĩ ra sao. Mặc dù đối với Diệp Oản Oản có chút thật sự đổi cái nhìn, nhưng mới vừa trải qua một lần lừa dối, Giang Yên Nhiên cũng không dễ dàng tin người khác như vậy, cảnh giác mở miệng nói, cô đừng tưởng rằng ở chỗ này tùy tiện nói mấy câu tôi liền sẽ tin tưởng cô, tôi với cô còn là địch nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 111, cửu ra muốn gặp cô có đôi khi lời nói này cũng thật hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Cô suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể bảo đảm trong vòng một ngày, tôi sẽ xem cô như người xa lạ chưa bao giờ nhìn thấy cô, coi như cô có vì tống tử hàng mà có chuyện đi chăng nữa, dù sao thì con người đều ở trên thân thể cô, muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên, cô nếu muốn tôi xóa topic, tôi cũng không có vấn đề. Diệp Oản Oản lưu lại câu này đủ để Giang Yên Nhiên vô cùng động tâm rồi rời đi. Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, mặc dù cô không hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Diệp Oản Oản đưa cho cô một viễn cảnh thật sự là quá mê người. Cô không cam lòng nhất chính là Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối cũng không có yêu cô, hận nhất là thầm mộng kỳ lừa dối cùng đùa bỡn bản thân. Cô muốn cho Tống Tử Hàng hối hận, biết vậy chẳng làm, cô muốn cho thầm mộng kỳ trả giá thật lớn. Nhưng là, cô lại hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào, nếu là cô biết thì cô cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này ngày hôm nay. Diệp Oản Oản, hẳn là nên tin tưởng cô ấy. Cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện xong, Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang xong, đắp cái mặt nạ dưỡng ra, sau đó đi tắm. Nằm dài trên giường tiếp tục suy nghĩ như thế nào có thể xoa dịu cái đóa hoa bá vương kia xài. Thật ra thì, Tư Hạ cùng Lăng Đông chắc không khác nhau gì cả chứ. Nói không chừng chỉ cần cô tỏ rõ một chút chân thành, tư giả hàn cũng không để ý như vậy đâu. Diệp oản oản một bên mò điện thoại di động, một bên nghĩ như thế. Đang do dự có nên gọi điện thoại cho tư giả hàn hay không, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm cô giật mình. Lại một nhìn số điện thoại gọi đến, càng kinh ngạc hơn. Điện thoại là hứa dịch gọi tới. Alo, Diệp tiểu thư. Hứa quản gia, có chuyện gì sao? Diệp oản oản hỏi. Diệp tiểu thư, cửu gia muốn gặp cô. Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, anh ấy ở đâu? Già Lam quầy rượu, tôi đã ở cửa trường học chỗ cũ chờ cô nha, hứa dịch trả lời. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, biết, tôi lập tức ra ngoài. Treo điện thoại di động xong, Diệp Oản Oản không dám chế nãi, cũng không kịp thu thập, nhanh chóng đổi một bộ quần áo ra cửa. Trước đã là như vậy, vô luận cô ở nơi nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, nếu như tư giả dạ hàn phải gặp cô, thì cô nhất định phải chạy tới không cho cô có bất kỳ dị nghị nào. Thật ra thì Tư Dạ Hàn mỗi lần đột nhiên vội vã tìm cô dường như cũng không có chuyện gì, thường xuyên đều là cô mà đi qua, anh rất bận biểu, cô trong ánh mắt của anh chỉ có thể ngồi yên phạm vi cho phép. Có lúc thậm chí là anh chỉ nhìn cô một cái liền đem cô để lại chỗ cũng thật là không giải thích được. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm mỗi lần Tư giả Hàn triệu cô đi qua, tình trạng của anh cùng tâm tình đều có chút không tốt lắm. Tựa hồ chỉ có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt anh, mới có thể làm cho anh an tâm. Tư Dạ Hàn bây giờ tâm tình không tốt, sẽ là bởi vì chuyện gì? Liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay, Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm xấu. Thấp thỏm lên xe, Diệp Oản Oản thử thăm dò Hứa Dịch trước mặt người đang lái xe, thế nào đột nhiên gọi tôi tới? Là có chuyện gì không? Hứa Dịch bởi vì chợt nhìn đến Diệp Oản Oản, vẻ mặt sững sờ, Diệp Oản Oản vào lúc này không trang điểm, cả người chỉ mặc đơn giản đến không thể lại đơn giản quần trắng nhưng chính là đẹp để cho người không rời mắt nổi thật thật băng cơ ngọc cốt phù dung như mặt hứa dịch rất nhanh liền hoảng qua thần đến trả lời cái này xin lỗi diệp tiểu thư tôi cũng không biết tính tình của cửu gia cô cũng biết rồi đấy tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi vậy anh ấy hôm nay tâm tình thế nào à diệp oản oản lại hỏi chuyện này hứa dịch nhất thời trầm mặc không nói xem phản ứng của hứa dịch, Diệp Oản Oản nhận mệnh thở dài, được rồi, cô đã biết đáp án. chương 112, chạm phải cấm kỵ. Nửa giờ sau, tại quầy rượu già lam, tầng chót chỉ để dành cho khách hàng viết sử dụng, Diệp Oản Oản dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo. Diệp Tiểu Thư, mời vào. Hứa dịch đang muốn đẩy cánh cửa ra Diệp Oản Oản lại ngăn cản hắn, chờ một chút, mở cái cánh cửa khác đi để cho tôi vô trước thám thính tình hình bên trong đã diệp oản oản nói xong lặng lẽ đẩy ra một cái khe cửa sau đó rẻ đặt hướng bên trong nhìn vào sau lưng hứa dịch nhìn thấy diệp oản oản bộ dáng như kẻ gian khóe miệng không khỏi kéo ra bất quá chỉ cần cô ấy nguyện ý phối hợp hắn coi như là cảm ơn trời đất cho dù là đã chuẩn bị tâm tư xong một cách trọn vẹn nhưng khi diệp oản oản đẩy khe cửa ra vẫn là bị bầu không khí bên trong dọa sợ trong xương phòng người không nhiều cô chỉ biết Lâm Khuyết, còn có mấy người khác nữa đoán chừng là người giống như Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi một góc ở ghế salon, giữa ngón tay nắm một chiếc khăn ướt, ung um dung thong thả lau chùi mờ u bàn tay, mờ u bàn tay của anh đã bị anh lau đến mức đỏ một mảng lớn, cơ hồ muốn rách ra, nhưng nam nhân lại không chút nào có ý muốn dừng lại. Mà sắc mặt nam nhân thời khắc này, âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị màn đêm bao quanh, không có một tia khe hở ánh sáng đối diện với tư dạ hàn là một cô gái sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch, run lẩy bẩy mà đứng ở nơi đó, giống như tù nhân sau một khắc sẽ bị hạ lệnh chém đầu. Nữ hài dung nhan cực kỳ đẹp mắt, mắt đỏ vành mắt lá trã trực khóc, bộ dạng càng là động lòng người. Nhưng là dù hướng về phía mỹ nhân điềm đạm đáng yêu như vậy, khuôn mặt tư dạ hàn như cũ lạnh đến giống như khối băng. Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Oản Oản không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện gì đang xảy ra a? À? đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi thân hình hơi mập đầu đầy mồ hôi giản xếp nói, cửu ra, nhà đầu này thật sự là vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. a à, không lòng dạ nào. Tư giả dạ hàn ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía đàn ông kia. Ánh mắt đáng sợ kia chiếu đến làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới, nam nhân sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa ngưng đập, vội vàng cúi đầu tránh được cái tầm mắt kinh sợ của người đó, Cầu cứu mà chuyển hướng nhìn Lâm Khuyết đang ngồi ở một bên, Lâm thiếu, người xem chuyện này. Lâm Khuyết cũng cảm thấy tư dạ Hàn người này quá biến thái, nữ hài tử người ta bất quá động hắn một chút mà thôi, tư thế kia của hắn thật giống như ghét bỏ đến hận không thể đem tay của chính mình đều chặt đi, sau đó sẽ huyết tẩy tại chỗ. Nhưng có thể có biện pháp gì, tư dạ Hàn chán ghét nữ nhân là chuyện trong lòng mọi người đều biết, ai cho ngươi nhất định phạm phải kiêng kỵ của hắn. Lâm Khuyết tâm tình phiền não tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái, đừng nhìn ta, cửu ca có quy củ của mình ngươi cũng không phải là không hiểu, ngươi gọi đàn bà tới là ý gì. Là ngươi cố ý tự tìm phiền phức đấy. Suy nghĩ một chút liền muốn nổi giận, vùng này hắn hay là người dẫn đầu, hôm nay tâm tình của tư giả hàn vốn là có cái gì không đúng, cái này đúng là thiên đường không đi lại đâm đầu xuống địa ngục, đụng phải cấm kỵ của tư giả hàn dẫn đến hắn cũng bị dính líu theo. Giống như có khí thức tử vong bao phủ, một phòng toàn người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Thôi hạo càng là suốt ruột trong lòng, chuyện nữ nhân này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của một cá nhân, lớn hơn đó chính là việc thôi ra một nhà bọn họ. Lần trước họ có ý đồ để cho con gái nhà mình đến gần tư giả hàn chỉ trong một đêm liền biến mất hoàn toàn trên đế đô. Nay hắn an bài cô bé này ngay cả thân tư giả hàn đều không có thể đến gần, chẳng qua chỉ là lúc đưa rượu không cẩn thận đụng tay anh mà thôi, nhưng vị trước mắt này căn bản là chủ nhân tàn bạo không có nhân tính, lúc nào sẽ với ngươi nói phải trái. chương 113, mở ra kiểu vuốt lông mới. Nghĩ đến kết quả của vương gia, thôi hạo rốt của ý thức được sự sợ hãi khắc sâu, một bộ dạng như chết đến nơi hướng phía tư giả dạ hàn nhào tới cầu xin tha thứ, cửu ra. Tôi sai lầm rồi, tôi thật biết lỗi rồi, tôi không nên phạm phải cấm kỵ của ngài. Chuyện này, nữ nhân này tùy ngài muốn xử lý như thế nào đều có thể chỉ cần ngài có thể hả giận lúc trước hắn nhận thấy cô bé này có tư chất quá tốt chính hắn đều không nỡ bỏ ra dùng đem ra làm tiến cống ai biết sẽ khéo quá hóa phụng cái này tư dạ hàn đến cùng có phải là nam nhân hay không a à? đối mặt loại người này đều thờ ơ không động lòng bên cạnh nữ hài vừa nghe nói như vậy khuôn mặt không cách nào tin cùng tuyệt vọng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị bán đi nhưng lấy thân phận của nàng giờ phút này lại một chữ không, đều không thể nói, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi sập xuống đất khóc. Đang lúc này, trên ghế salon, nam nhân đang không ngừng dùng khăn giấy khử độc lau chùi mờ u bàn tay đột nhiên ánh mắt sắc bén hướng phía cửa nhìn lại. Lâm khuyết thuận theo ánh mắt tư giả hàn nhìn sang, hơi nhíu mày, ai núp ở đó. Diệp oản oản sống lưng cứng đờ, bị ánh mắt tư giả hàn lanh băng nhận ra sợ đến lập tức nhào tới lúc Diệp Oản Oản ngã vào trong phòng bao trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ cùng khóc thút thít đột nhiên im bặt. Thôi Hạo đứng ở đó, duy trì tư thế đại há miệng, cả người đều ngốc ở nơi đó, cô bé kia cũng có vẻ mặt đờ đẫn. Chỉ thấy một cô gái vội vàng không kịp chuẩn bị mà tiến vào bao xương, tóc đen quần trắng da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt giống như ngôi sao thu thủy. Lâm Khuyết thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm, tại sao lại tới một thêm phiền toái. Cửu, cửu ra, em tới rồi, dình coi bị phát hiện, Diệp oản oản lúng túng sửa sang lại vạt áo, sau đó hướng phía tư giả hàn đi tới. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện nữ hài thần sắc đều là cả kinh, say xưa suy đoán thân phận của Diệp oản oản. Tư giả hàn không phải là chán ghét nữ nhân sao, làm sao lại chính mình kêu đàn bà tới. Bọn họ còn tưởng rằng người thôi hạo tìm đến đã là cực phẩm, nhưng so sánh cùng với người trước mắt này, lại nhất thời mất màu sắc. Nhìn lấy trên ghế salon nam nhân tựa như muốn ăn thịt người, Diệp oản oản thật sâu thở dài. Thật xui xẻo, thế nào đang lại bắt gặp thời điểm anh nổi giận. Nếu cô không hiểu lầm thì tình huống bây giờ là tư giả Hàn cực kỳ chán ghét nữ nhân đụng chạm vào mình, giống như mắc bệnh cưỡng bách chứng người. Người mắc chứng bệnh cưỡng bách rửa tay có thể rửa suốt một ngày, tình huống của tư giả Hàn cũng không kém, bị chạm vào anh có thể nắm tay lau đi lau lại đến máu thịt be bét mới thôi lúc trước mới vừa biết tật xấu này của tư giả hàn cô còn có chút kỳ quái à, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cô không phải phụ nữ sao? Tại sao cô thì không có sao à? Tư giả hàn nhìn lấy nữ hài đứng cách anh ba bước chỗ xa xa kia sắc mặt càng thêm âm trầm. Thấy tư giả hàn vẻ mặt không lành, Diệp Oản Oản vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi tới ngồi vào bên cạnh tư giả hàn, nhận mệnh mà mở ra chế độ vuốt lông kiểu mới. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hứa dịch mở miệng nói, có dung dịch khử độc không? Có, hứa dịch theo trên người móc ra một chai phun xương nhỏ đưa tới, sau đó vèo một tiếng rút ra xa. Lâm Khuyết không nói hướng phía Diệp Oản Oản mắt liếc đi qua, đừng rằng con nữa mới vừa rồi hắn đều phun cả một bình. Diệp Oản Oản không để ý tới Lâm Khuyết, tự nhiên cầm tay tư giả hàn lên. Mọi người thấy Diệp Oản Oản lại dám đi đụng tay tư giả hàn, tất cả đều là mặt đầy kinh hoàng, đều bị dọa tiểu ra. Nhưng là, mọi người một giây kế tiếp lại khiếp sợ phát hiện, tư giả hàn dường như không phản ứng gì, lại cứ như vậy ngoan ngoãn bị cô cầm tay. Diệp Oản Oản không để ý ánh mắt chung quanh, hết sức chuyên chú mà dùng khử độc phun xương ở trên mờ u bàn tay của tư giả hàn hơi trúc tượng trưng mà phun một chút, sau đó dùng khăn giấy lau sạch, môi thoáng xít lại gần đi qua, nhẹ nhàng hướng về phía chỗ xương đỏ kia thổi thổi, cuối cùng lại như dỗ con nít hôn một cái, khá hơn chút nào không. Cái hôn trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng mang đến một luồng không khí, ấm áp mềm mại đụng chạm, không khỏi để cho tư giả hàn đang có cảm giác toàn thân cao thấp cấu kỉnh đều trong nháy mắt thở bình thường lại. Chốc lát hiên lặng sau, tư giả hàn gật đầu một cái ừm. Một bên lâm khuyết một hớp rượu phun ra ngoài, thảo. Làm hỏng mắt chó của tiểu di ta rồi. Thôi hảo, châu bò, còn có loại này thao tác này sao? mười 114, bị cho ăn no. Cô bé này cứ như vậy tựa như vừa chơi vừa dỗ một chút làm cho tư giả hàn lại không có tiếp tục động tác lau chùi, vẻ mặt kinh người cũng tất cả đều khôi phục được bình thường, trong mắt thậm chí nhìn qua còn có mấy phần ôn nhu. So sánh với người trước mắt này, nữ nhân hắn tìm đến nhất định chính là cái phế vật A. Thôi hạo không nhịn được ám xoa xoa theo sát lâm khuyết hỏi thăm, lâm thiếu, vị này là thần thánh phương nào à? Không phải là một ma lem sao? Lâm khuyết một bên nâng cầm lên lầu bầu, một bên bụng đầy nghi ngờ hướng phía diệp oản oản nhìn lại diệp oản oản luôn là thủ phạm phóng hỏa từ lúc nào biến thành đội chữa lửa rồi hả thôi hảo à ma lem lâm khuyết chẳng lẽ là mù rồi thấy thôi hảo đang ngẩn người lâm khuyết tức giận nhắc nhở a à cái gì a à? Người vận khí tốt được cứu rồi còn không mau để cho người của ngươi đi mau rơi ạ à, hù chết hắn đều tối nay nếu như không phải là diệp oản oản tới cái vùng này hắn còn thật không có cách giải quyết. Thôi hạo gật đầu liên tục, thừa dịp tư giả hàn vào lúc này tâm tình tốt, vội vàng cùng cô gái đang còn ngồi sập xuống đất kia nháy mắt một cái. Nữ hài chờ mình bò dậy, nơm nớp lo sợ hướng về phía tư giả hàn nói xin lỗi, cửu ra, có lỗi với, có lỗi với, ta. Đi ra ngoài, tư giả hàn thần sắc hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nữ hài vốn tưởng rằng lúc này chết chắc, không nghĩ tới sau cùng đối phương lại liền bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy thật là không cách nào tin được đầu tiên là sững sờ sau đó mới vội vàng không ngừng cúi người vâng cảm ơn cửu gia đại nhân không chấp tiểu nhân trước khi đi nữ hài rất là tò mò mà hướng phía nữ hài bên người tư giả hàn nhìn một cái nguyên lai like, tư giả hàn không phải là chán ghét nữ nhân chẳng qua chỉ là nhìn người đàn bà khác không thuận mắt mà thôi tư giả hàn đột nhiên nói chuyện trở nên tốt như vậy Thôi Hạo thật là mừng đến chảy nước mắt, cửu ra, hôm nay quả thực xin lỗi, tôi tự phạt ba chén. Tự phạt ba chén. Hắn thật là hận không được muốn cho chính mình một cái vả miệng, hắn còn cho là mình tìm cái cô em này đã là cực phẩm, nào biết bên người cửu ra lại còn có người tuyệt sắc như vậy có ở trên trời không có trên đất. Khó trách bên ngoài toàn bộ đều là coi thường, vào lúc này bên trong phòng bao mọi người hầu như đều là giống ý tưởng của Thôi Hạo, ánh mắt tất cả đều hướng đến trên người cô gái bên cạnh tư giả hàn quan sát. Diệp oản oản ai cũng không nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn đẩy tư giả hàn ngồi xuống, tay nhỏ thỉnh thoảng móc lấy đậu phộng trên bàn. Tư giả hàn tự nhiên chú ý tới những thứ kia làm người ta không vui ánh mắt, bất quá, thấy nữ hài vô cùng khéo léo ngồi tại bên cạnh mình, như con sóc nhỏ vui sướng bóc lấy đậu phộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn, thần sắc mới thoải mái chút ít. Diệp Oản Oản vùi đầu thuần thục bóc được một ít rồi đem đậu phộng mà chính mình lại không có ăn tất cả đều đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vẻ mặt giành công. Vì vậy, Tư Giả Hàn một đêm ngoại trừ uống rượu ra cái gì cũng chưa từng ăn đem đậu phộng trong tay nữ hài một viên ăn hết không thừa viên nào. Đại khái là bởi vì trột dạ, Diệp Oản Oản tối nay là dốc hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, đút hết đậu phộng lại này vui vẻ lấy hoa quả, đút hết hoa quả lại đút nước quả, chỉ hy vọng quay đầu xử lý không thảm như vậy đến mức tư giả hàn đã sớm không uống rượu nữ hài cho anh ăn cái gì anh liền ăn cái đó trên căn bản bên trong phòng bao cái quần chúng vô tội cũng bị cho ăn no lâm độc thân chó thiếu gương mặt đen như đáy nồi cảm giác bọn họ đã không phải là kỳ đà cản mũi bọn họ quả thật giống như là nhật nguyệt ánh sáng vạn trường. rơi ạ à là ai nói không cho mang cô em của mình đến người nhà chính mình kêu cô em của mình tới là muốn đem tất cả bọn họ đều ngược một lần sao chương 115, vỗ mông ngựa được rồi. Cửu ra, vị này là, bên cạnh có người hỏi dò. Tư giả hàn là rất ghét bị người khác thám thính việc riêng tư của mình nên người kia mới vừa hỏi liền bắt đầu hối hận, lại không nghĩ rằng, nam nhân kia lại thật tình trả lời câu hỏi của hắn. Bạn gái tôi, nghe được ba chữ kia, bên trong phòng bao tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bạn gái tôi, ba chữ kia sức nặng không bình thường nguyên tưởng rằng bất quá là một người con gái là bạn thông thường, kết quả lại còn là có danh phận. Lâm khuyết khóe miệng nhỏ thu ruộng hướng phía tư dạ hàn nhìn một cái, chẳng lẽ người này đột nhiên đem Diệp Oản Oản kêu đến, là vì để cho cô một chút chủ quyền danh phận sao? Thôi hạo lau trên chán mồ hôi lạnh, vội vàng nhân cơ hội làm quen, ai nha, khó trách cửu gia ngày thường không gần nữ sắc, nguyên lai là trong nhà cất giấu bạn gái xinh đẹp như thế. Không biết vị tiểu thư này ngài họ gì? Các người khỏe, tôi họ Diệp. Diệp oản oản đơn giản lên tiếng chào. Diệp, mọi người nhất thời trong đầu đem danh môn vọng tộc trong đế đô có họ Diệp toàn bộ đều suy nghĩ một lần, kết quả lại không biết rốt cuộc là cái Diệp ra nào. Đế đô có thể gọi ra được tên Diệp ra, dường như cũng chỉ có một nhà, vốn lấy tư cách của nhà kia cũng là cách xa bọn họ vạn dặm. huống chi thiên kim nhà kia cùng đã có gia đình đính hôn. Mọi người thấy tốt thì lấy, không dám lại thăm dò thêm, lại bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm làm sống động bầu không khí. Tất cả chuyện tiếp theo đều vô cùng đơn giản, thôi hạo nỗ lực hơn nửa năm đều không có thể nói thành công hạng mục, rốt cuộc ở tối nay cùng tư giả hàn lại đạt thành trí hướng hợp tác. Cuối cùng cũng ly thời điểm, thôi hạo nước mắt lưng trong, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật giống như là nhìn lấy cứu quan thế âm Bồ Tát khổ cứu nạn. Vốn đang cho là chết chắc, lại không biết làm sao lại có thể hóa giải nguy cơ, hợp đồng cũng hoàn thành xong rồi. Tình huống lúc trước bọn họ thấy giống như quyền thần thời cổ đại đều thích hướng hoàng đế nhét nữ nhân vào trong hậu cung, tất cả mọi người đều muốn có nữ nhân bên người tư giả hàn, hắn cũng không ngoại lệ. Bất đắc dĩ hôm nay tận mắt thấy tư giả hàn làm tan hết lục cung lục viện, tư thế một lòng độc chiếm cưng chiều một người, bọn họ là khẳng định không có cơ hội, làm không tốt sợ ý một chút sẽ còn là dạng khéo quá hóa vụng. Nhưng là, từ chỗ khác hạ thủ cũng không phải là không có khả năng. Trước khi đi, Thôi hạo vô cùng nhiệt tình từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng, đưa cho Diệp Oản Oản, vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói. Diệp Tiểu Thư, lần đầu tiên gặp gỡ, tôi có một chút tiểu tâm ý, bất thành kinh ý. Diệp Oản Oản dùng ánh mắt còn lại quét tấm thẻ kia một cái, lại là thẻ vàng ở thương trường Bách Thịnh Hàng xa xỉ lớn nhất quảng trường đế đô. Dựa vào tấm thẻ này có thể hưởng thụ cấp viếp phục vụ, tất cả hàng xa xỉ cũng có thể được giảm giá thấp nhất bình thường có thể có được cái thẻ này ngoại trừ nội bộ nhân viên còn nếu không phải đạt tới hạn mức chi tiêu 10 triệu. Thôi hảo, thôi, ta đi, chẳng lẽ người nọ là ông chủ nhỏ tập đoàn Bách Thịnh? Diệp Oản Oản thấy vậy, không có cầm lấy, mà là hướng phía tư giả hàn bên cạnh nhìn một cái. Tư giả hàn nhàn nhạt lường thôi hảo, đối với hành vi của hắn dường như không có phản cảm, cầm đi. Thấy tư giả hàn đồng ý, Diệp Oản Oản mới cầm xuống, cảm ơn. Thôi hạo nhất thời thở phào nhẹ nhóm, không khách khí không khách khí, quả thực không nghĩ tới có cái gì tốt đưa để làm quà ra mắt, các nữ hài tử không phải đều thích mua đồ sao, vì vậy tôi nghĩ cái này cô hẳn là sẽ thích. Hắn coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này đối với sức ảnh hưởng của tư giả hàn không thể khinh thường, cho nên làm quan hệ tốt chung quy không sai. Chờ tư giả hàn lên xe rời khỏi, lâm khuyết hướng phía bên cạnh thôi hạo nhìn một cái, người ngược lại cơ chí. Thôi hạo cười khan thức thời là Trang Tuấn Kiệt nha. Bất quá lâm thiếu, nữ nhân này rốt cuộc là có lai lịch gì. Thật không có thể tiết lộ một chút sao. Lâm khuyết đốt một điếu thuốc, lai lịch gì không thể trả lời, bất quá ta có thể nói cho người biết. Cái gì? Vỗ mông ngựa được rồi. chương 116, tình yêu của em ngoài ra còn có mạng của em. Xe vững vàng mà chạy trong bóng đêm, rất nhanh đã tới cửa trường học. Sự tình diệp oản oản một mực lo lắng cũng không có phát sinh, cái này ngược lại để cho cô càng thấp thỏm bất an, thà trực tiếp một đao giết cô cũng tốt hơn với việc một mực chờ chết tới. Xe sau khi dừng lại, Diệp Oản Oản cẩn thận nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đúng là vẫn còn chủ động mở miệng nói, Tư giả Hàn, em có chút việc muốn hỏi anh. Hỏi đi, Tư giả Hàn thu hồi tầm mắt ở ngoài cửa sổ, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy anh tối nay trong lòng có chút không yên. Anh có phải hay không có một đứa cháu trai? Diệp Oản Oản hỏi. Tư giả hàn lẳng lặng chăm chú nhìn cô, ừm. Hắn sẽ không phải là kêu tư hạ chứ? Ừ. Diệp oản oản nhất thời làm ra biểu tình bừng tỉnh lớn, chẳng trách bình thường hắn ở trường học rất chiếu cố em, nguyên lai like bởi vì có tầng quan hệ này. Hơn nữa thật là đúng dịp, anh biết không, hắn hiện tại vừa vặn ngồi cùng bàn với em. Oản oản, tư giả hàn đột nhiên gọi lại cô. Cái gì, Diệp oản oản không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp không kịp chuẩn bị gì mà hôn. Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, miệng lưới bên trên lực đạo rất lớn, lại không phải như dĩ vãng ngược đái, cũng không mang chút nào tình ý. Phảng phất xuyên qua nụ hôn này cũng muốn bày tỏ vô số dẫy dụa đối với những thứ mà cô trải qua hai đời đều xem không rõ gì đó. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới rốt cuộc dừng lại, bên tai truyền tới thanh âm của tư giả Hàn, chớ tin bất kỳ lời nói của hắn. Diệp Oản Oản nghe vậy, thân sắc khẽ run, chớ tin bất kỳ lời nói nào của tư Hạ diệp oản oản thử thăm dò mở miệng anh là nói tư hạ sao là bởi vì các anh có quan hệ đó anh sợ hắn sẽ gây bất lợi cho em sao tư giả hàn trầm mặc một hồi xem là như vậy đi diệp oản oản vội vàng gật đầu em biết rồi em sẽ cẩn thận hơn đang nói ánh mắt cô liếc xéo về chỗ ngồi trước mặt hình như là một chồng tài liệu dậy kèm tại nhà thấy những thứ đó diệp oản oản trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút tư hạ đối với mục đích của cô anh quả nhiên đã phát hiện nên mới mời người dạy kèm cho cô tại nhà, là dự định cấm chỉ cô lại đi trường học sao? Nhưng là, hôm nay cơ hội cả đêm rất nhiều anh cũng không có mở miệng. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Hoàn lại thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này việc cô làm hết thảy vẫn hữu dụng. Ngón tay của Diệp Oản Oản thăm dò vào trong tóc trên bả vai nam nhân, một bên khẽ vuốt ve, một bên mở miệng như một loại đầu độc nói, "Tư Dạ Hàn, em nếu đã đáp ứng anh phải bắt đầu lại thật tốt với anh." liên tuyệt đối sẽ không nuốt lời em sẽ tin tưởng anh nghe lời anh nhưng điều kiện tiên quyết là anh cũng cần cho em một loại tín nhiệm như em cho anh a nói tới chỗ này diệp hoàn hoàn dừng một chút cái chán để trên cái chán của người đàn ông lấy tư thái cực kỳ thân mật tiếp tục mở miệng nói nếu không em có khả năng phai rơm học giữa trường a cảm giác cường độ bàn tay bên hông bỗng nhiên gia tăng diệp oản oản không thèm để ý chút nào mà tiếp tục nói em thừa nhận em rất sợ anh em cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại anh, tự do của em, tôn nghiêm của em cùng với thân thể của em, vô luận cái gì, anh đều có thể cướp đoạt, nhưng có vài thứ, chỉ có mình em có thể làm chủ tình yêu của em ngò ai ra còn có mạng của em. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản hôn nam nhân đã thần giác căng thẳng đến cực hạn một cái, nhẹ mở miệng cười nói, dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, em phát hiện, em tựa hồ càng ngày càng thích anh rồi, chương 117, em là mạng của anh diệp oản oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt trong con ngươi người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc em vừa mới nói cái gì diệp oản oản cúi đầu suy nghĩ một chút nói không loại bỏ khả năng bỏ học nửa chừng tư giả hàn không phải là câu này diệp oản oản em rất sợ anh tư giả hàn hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại diệp oản oản nhìn dáng vẻ nam nhân hiếm thấy thở hổn hển diệp oản oản bật cười em nói em tựa hồ càng ngày càng thích anh rồi Tư giả hàn chết lặng nhìn chồng chọc cô, lại còn bất mãn ý, loại trừ hai chữ dư thừa đi. Được rồi, em càng ngày càng thích anh rồi. Diệp oản oản thức thời mà bỏ đi hai chữ, tựa hồ, ngay sau đó ung dung nhìn đối phương truy vấn, anh thì sao có giống như em không? Thật ra thì cô vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này đối với chính mình rốt cuộc là loại cảm tình như thế nào. Tư giả hàn thần sắc nhỏ san, mang theo nhàn nhạt tự diễu, oản oản, tôi làm sao biết mình với em như thế nào? Diệp Oản Oản nghe vậy ngẩn ra, bất quá đối với câu trả lời này ngược lại là trong dự liệu của cô, cổ bất mãn lẩm bẩm thật là không công bằng. Tư Dạ Hàn bắt tay của cô lại, thả vào trong lòng mình ánh mắt u ám mang theo tín ngưỡng chuyên chú nói, quả thật không công bằng Oản Oản em là mạng của anh. Nhìn Tư Dạ Hàn biểu tình gần như là chuẩn bị đi hành hương, Diệp Oản Oản trong nháy mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ trả lời như vậy. Tiếp trước cô trao đổi cực ít cùng Tư Dạ Hàn, số câu nói với anh dù có dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được đến, lặp đi lặp lại chính là mấy câu kia, hận ngươi, ghét ngươi. Đây là lần đầu tiên cô từ trong miệng tư giả hàn nghe được lời như vậy. Kiếp trước, cô chết thật sự là quá đột ngột. Nhớ đến lúc ấy, sau khi cùng mình một trận đại náo, tư giả hàn cuối cùng đồng ý cùng cô ly dị. Cô cầm giấy chứng nhận ly hôn, chuyện thứ nhất muốn làm là đi tìm cố Việt Trạch do thầm mộng kỳ tận lực nói dối nên cô từ đầu tới cuối đều cho là mình là có hy vọng, cho là cố Việt Trạch vẫn thích mình, thậm chí một mực đang nghĩ biện pháp cứu cô. Chẳng qua chỉ là ngại vì Tư Dạ Hàn có quyền có thế chèn ép người mới không có làm. Lúc đó làm xong thủ tục ly dị, Tư Dạ Hàn lại thật sự thả cho cô rời đi, không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe đưa cô đến nơi mà cố Việt Trạch đang ở. Nhưng là khi cô tràn đầy hy vọng mà tìm đến tòa nhà cha cô vì cô mà mua trong hôn phòng nguyên bản phải thuộc về cô và cố Việt trạch, lại thấy cố Việt trạch cùng Diệp Y Y xích lóa thân thể Trần Chuồng nằm ở trên giường. Cô đứng ngơ ngác ở cửa, từ trong khe cửa nhìn hết thảy các thứ này, lại là từ đối thoại bên trong giữa cố Việt trạch cùng Diệp Y Y biết được một sự thật để cho cô đau thấu tim gan. Cha thất thế từ đầu tới cuối đều là do âm mưu của Diệp Y Y cùng nhị thúc, thậm chí ngay cả cố Việt trạch cũng tham dự trong đó. Hắn ngay từ lúc còn cùng với cô lui tới cũng đã cùng Diệp Y Y âm thầm làm với nhau mà cô vì sự ngu xuẩn của Minh mới là người kẻ cầm đầu hại cả nhà bọn họ. Cô giống như người điên đẩy cửa ra đi vào tức giận mắng hai cái cẩu nam nữ kia, cuối cùng nhận lấy được chỉ có sự chán ghét của cố Việt Trạch, cùng khinh bỉ và diếu cợt của Diệp Y Y, từng chữ từng câu, đem lòng của cô quấn lại máu me đầm đìa. Diệp Oản Oản, người cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn một chút bộ dáng của chính ngươi, Việt Trạch cũng không phải là mù mắt, chỉ có người đàn ông nào điên rồi mới thích ngươi thôi. Người có biết hay không năm đó người một thân béo ú kể cận Việt Trạch, Việt Trạch có nhiều chán ghét. Bây giờ thế nào, càng là người không ra người quỷ không ra quỷ, người rốt cuộc từ đâu có đủ tự tin cho là Việt Trạch sẽ thích si mê loại người chán ghét như ngươi. chương 118, Hồi ức thê thảm. Thiết kế ngươi, ta là thiết kế ngươi thì thế nào, chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Hơn nữa, hết thảy các thứ này còn không phải là bởi vì ngươi không biết xấu hổ ỉ vào cha mình có quyền thế bức bách Việt Trạch cưới ngươi sao. Hoàn hoàn, xin lỗi từ đầu tới cuối người anh thích chỉ có y y mà thôi cô không biết mình rốt cuộc dùng cách nào để rời đi khỏi nơi đó cô thật sự là quá thống khổ rồi hồn bay phách lạc đi tìm thẩm mộng kỳ cùng giống như trong quá khứ muốn tìm mộng kỳ kể hết thảy mọi chuyện này không nghĩ tới chính là cô tại cửa biệt thự của thẩm mộng kỳ thấy được tư dạ hàn mà thẩm mộng kỳ lại đang cùng tư dạ hàn tỏ tình cô chính tai nghe được thẩm mộng kỳ nói tư tiên sinh ta thích ngươi, từ lần đầu tiên thấy ngươi cũng đã thích ngươi, ta thật không hiểu nổi, tại sao ngươi là nam nhân tốt như vậy, oản oản lại không hiểu được quý trọng. Nếu như là ta là cô ấy ta nhất định sẽ đem hết thảy của mình đều cho ngươi. Cô mới vừa cùng tư giả hàn ly dị, bạn khuê mật tốt nhất của cô trước mặt mình lại giúp cô tố cáo việc ác của tư giả hàn thật là tốt, sau lung xoay người lại cùng chồng trước cô tỏ tình. Cô lúc ấy toàn bộ người cũng đã mất hết cảm xúc, tư giả hàn nói cái gì, cô cũng không nghe thấy, chỉ nhớ rõ tư giả hàn thần sắc lạnh vô cùng, hẳn là cự tuyệt, mà thẩm mộng kỳ thẹn thùng sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng đi xuống. Tư giả hàn sau khi rời khỏi cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng chạy tới cùng thẩm mộng kỳ rằng co, hỏi cô ấy tại sao phải làm như vậy. Mà thẩm mộng kỳ tựa hồ là bởi vì bị cự tuyệt mà giận cá chém thất bộ dạng hết sức ác độc, mặt đầy diễu cợt khinh bỉ nhìn chằm chằm cô nói ra toàn bộ những điếu mà cô chưa biết nói chuyện cô ta mấy năm nay là thế nào xem cô như thành kẻ ngu mà đùa bỡn xoay quanh, khoe khoang cô ta là thế nào lợi dụng xong anh trai cô lại một chân đá văng, quay đầu liền cùng cừu nhân lớn nhất của cô là Diệp Y Y kết thành đồng minh, lại điên cuồng phải nguyền rủa cô đi chết, tức giận mắng cô căn bản là không xứng với tư dạ hàn. Cô liều chết vùng vẫy chống cự nhiều năm như vậy, lại là vì một cặn bã nam lòng muông giả thú. Người cô xem như là hảo tỉ muội, lại từ đầu tới cuối đều muốn hại cô, lợi dụng cô, mơ ước chồng của cô, hận không thể để cô đi chết đi. Tình yêu của cô, tín nhiệm của cô, tất cả đều trong vòng một ngày mất hết tất cả, thế giới của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Chuyện sau đó, bởi vì trạng thái tinh thần của cô rất không tốt, toàn bộ mọi chuyện cô đều đã không nhớ rõ, cho tới khi cô chết đi, đều không biết rốt cuộc là ai lại hại cô. Điều duy nhất cô nhớ chỉ có cô ở trong bóng tối, toàn thân cùng linh hồn giống như bị lửa thiêu đốt đau đớn. Dù sao trong kiếp này người muốn cô chết thật sự là quá nhiều, thẩm mộng kỳ, diệp y y, tần nhược hy. Nhất là tần nhược hy, dù sao mình cũng nên đoạt vốn lại thứ vốn nên thuộc về của cô vị trí tư phu nhân. Lấy ra thế bối cảnh của tần nhược hy, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, liền để cho cô thành địch nhân của toàn bộ công ty tư gia, thì gia tộc từ lão thái thái, cho tới nguyên lão tộc nhân trực hệ dòng thứ, không một ai không muốn nghĩ trừ bỏ đi cô cái điểm như bên cạnh tư dạ hàn. Cô thậm chí đã từng hoài nghi tới Tư Dạ Hàn, nhưng Tỉnh Táo suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy không thể nào. Nếu là Tư Dạ Hàn muốn cô chết, cô đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, ngược lại là những người kia chân chính muốn cô chết, không có chỗ nào mà không muốn cô chết ở trong tay Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, người đàn ông này nói, cô là mạng của anh, cô mặc dù kinh ngạc, lại cũng không có hoài nghi. Thậm chí, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một loại khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới kiếp trước với cá tính của tư dạ hàn, lại sẽ dứt khoát mà thả cho cô rời đi như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. chương 119, không phải bình thường yêu thích. Mà tất cả sự việc phát sinh, từ việc tư giả hàn tự mình đưa cô đi tìm cố Việt Trạch, đến việc tư giả hàn tại sao lại xuất hiện ở cửa biệt thự của thẩm mộng kỳ, còn vừa lúc bị cô nghe được thẩm mộng kỳ tỏ tình với anh để cô thấy rõ bộ mặt thật của thẩm mộng kỳ. Hết thảy các thứ này sẽ có hay không có quá nhiều việc trùng hợp rồi sẽ có hay không có khả năng hết thảy các thứ này đều là tư giả dạ hàn cố ý thiết kế cố ý để cho cô thấy rõ hết thảy cố tìm đường sống trong chỗ chết chẳng qua là sau đó không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn cô còn chưa kịp khôi phục lại từ chuỗi đả kích này liền không giải thích được chết oan uổng nếu như suy đoán của cô đều là thật không biết tư giả dạ hàn sau khi cô chết thì như thế nào dù sao cho dù cô rời khỏi anh một khoảng thời gian dài thì người đàn ông này cho dù ở chân trời góc biển cũng phải chạy về chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô một chút, sau đó lại vội vã rời đi. Nghĩ tới đây, trái tim Diệp Oản Oản trượt một trận co rút đau đớn. Sau khi sống lại, bởi vì sợ hãi và bài xích đối với người đàn ông này vẫn khắc sâu vào linh hồn, nên từ đầu đến cuối đều cho hết thảy tai nạn ngọn nguồn của mình đều là do anh gây ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Mà khoảng thời gian này khi sống chung với anh, sự sợ hãi của cô dần dần biến mất, khi thấy anh càng ngày càng có nhiều điểm bất đồng cô bắt đầu ý thức được rất nhiều vấn đề cô chưa bao giờ nghĩ tới. Oản oản, ý thức được nàng thất thần, tư dạ hàn hơi nhíu mày. Diệp oản oản từ trong ký ức hoảng sợ bình tĩnh lại, mặt đầy biểu tình không chịu thua chừng mắt về phía tư dạ hàn, phản bác nói nơi nào không công bằng hả. Em có yêu thích, cũng là loại yêu thích không bình thường. Là cái loại yêu thích muốn cùng anh ngủ chung. Nguyên bản cô cho là tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ mất khống chế thậm chí giận dữ, sự thật chứng minh việc này với Tư Hạ mà nói cũng quả thật tạo thành ảnh hưởng rất lớn, từ cách cư xử dị thường tối nay của anh, thậm chí gần đến mức có lẽ đã chuẩn bị cấm chỉ cô đi trường học cũng có thể nhìn ra được. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhịn xuống, nếu không phải cô chủ động nói tới, anh thậm chí chưa từng nghĩ tới việc mở miệng. Lấy một trả một, nàng sợ nhất không phải là Tư Dạ Hàn, mà là mình làm hết thảy đều là không công nếu hắn nguyện ý thay đổi nàng tự nhiên cũng nguyện ý nhiều tiến một bước mắt thấy sắc mặt tư giả dạ hàn trong nháy mắt chuyển thâm nóng bỏng đến cơ hồ lửa cháy diệp oản oản linh hoạt trốn một chút đẩy cửa xe ra xuống xe đứng xa xa cười hì hì phất phất tay ngủ ngon á mộng đẹp tương đương đáng chết chỗ ngồi phía sau tư giả dạ hàn nhìn tiểu nha đầu đang liều mạng bỏ chạy trên mặt tràn đầy ảo não cô nói ra những lời này còn hy vọng anh có thể ngủ Muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này. Những lời này quen thuộc đến mức làm run sợ lòng người lời nói chợt trong đầu nổ vang, nam nhân trên mặt trở nên thất thần, tựa hồ lâm vào nào đó muốn nhớ lại. Diệp Oản Oản đã rời đi thật lâu, Hứa Dịch Như cũng ngơ ngác ngồi ở ghế cạnh tài xế, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Hắn ban nãy thấy Diệp Oản Oản lại dám uy hiếp cửu ra, hồn của hắn đều sắp bị hù dọa không còn, kết quả Diệp Oản Oản đánh một gậy lại cho thêm một viên táo ngọt quấy chọc dâu cọp lại vỗ về làm như chuyện gì cũng không có xảy ra. Còn nhân tiện nhét cho hắn một bụng thức ăn cho chó. Hứa dịch, sau chốc lát yên lặng tư giả hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng. Ách tài, cửu ra, ngài có gì phân phó. Xong rồi xong rồi, quả nhiên vẫn là muốn nổi đoá sao, hứa dịch nhất thời toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Ánh mắt của tư giả hàn đuổi theo thân ảnh nho nhỏ trong bóng đêm, giọng bình tĩnh không lay động nói, tháng này, tiền lương của ngươi gấp đôi, bao gồm cả người giúp việc ở Cẩm Viên. Hứa dịch trong nháy mắt ngẩn ngơ, "Ách, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cái này hạnh phúc tới cũng quá kinh sợ đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Oản Oản mới vừa nói một câu yêu thích anh, cho nên phải khắp trốn mừng vui sao?" Chương 120, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Bên hồi nhỏ trường học, Giang Yên Nhiên đã ở tại nơi đó đợi suốt hơn 2 giờ, trong lúc Tống tử hàng gọi điện thoại tới, mang cả cảnh cáo cùng uy hiếp với cô đàm phán nhiều lần. Vừa nghĩ tới biểu tình tống tử hàng thất vọng, chán ghét, tim cô liền như bị đau cắt. Nhưng là muốn để cho cô xóa topic, cô làm sao có thể nuốt được loại uất ức này. Ngay tại thời điểm cô còn do dự, tiện tay quét một cái, ở phía dưới cái bài post xuất hiện một cái trả lời mới nhất, nhất thời con người co rụt lại. Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, cái này quen thuộc số ID, rõ ràng là tống tử hàng trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, chư vị, tôi là Tống Tử Hàng. Thứ nhất, tôi cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là do các trưởng bối đùa giỡn thứ hai, cũng không phải là mộng kỳ chủ động hôn tôi, là tôi nhất thời không kìm lòng được đường đột làm chuyện đó. Mộng kỳ cũng không có nói qua sau khi tốt nghiệp muốn ở chung một chỗ, chỉ nói hiện tại phải học tập thật giỏi. Thứ ba, từ đầu tới cuối người tôi yêu chỉ có một người là Trầm Mộng Kỳ. Các ngươi có cái gì hướng về phía tôi, chớ làm tổn thương người vô tội. Tống Tử Hàng, anh tốt lắm, nhìn bài post bên trên từng chữ từng câu mang ý bảo vệ, Giang Yên Nhiên đột nhiên cắn bể môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Mà phía dưới những câu trả lời nhanh chóng hiên lên càng là giống như đau cắt trên ngực của cô. Uây, Nguyên Chủ xuất hiện, không khỏi cảm thấy Tống đội trưởng thật là đẹp trai a. À? Chẳng lẽ chỉ có ta một mình cảm thấy Giang Yên Nhiên rất đáng thương sao? Rõ ràng là cô ấy nhận biết Tống Tử Hàng trước mà kết quả là bị đào góc tường như vậy. Hơn nữa lời nói của Tống Tử Hàng cũng không nhất định toàn bộ là thật. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi, loại chuyện tình cảm này vốn chính là hai bên tình nguyện mà. Mọi người đều nói chưa từng yêu thích qua cô ấy, tất cả đều là cô ấy một phía tình nguyện mà thôi. Chính mình không bản lĩnh đuổi kịp người ta, mắc mớ gì đến trầm mộng kỳ hà. Tống Tử Hàng lựa chọn cũng dễ hiểu chứ, nếu như ta, ta cũng chọn hoa hậu lớp A, ha ha ha. Mặc dù đối với với lời nói của Tống Tử Hàng, còn có một số người ôm hoài nghi, cảm thấy hắn có phải hay không vì duy trì Trầm Mộng Kỳ mới cố ý nói như vậy, nhưng điều Tống Tử Hàng trả lời vẫn là trong nháy mắt thay đổi dư luận, thậm chí còn để cho Trầm Mộng Kỳ tại Thanh Hòa Độ hot lại cao một tầng. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản mới vừa trở lại ký túc xá. Cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy tối nay chính mình quỷ thần xui khiến mới nói câu kia, muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này, có loại cảm giác vô hình quen thuộc giống như cô đã từng ở lúc nào đó, đã cùng người nào đó nói qua những lời này, nhưng người kia khẳng định không phải là cố Việt Trạch, dù sao cô đối với cố Việt Trạch mỗi câu nói qua, cô đều nhớ rất rõ ràng. Phi 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 đối với người ta nói lời như vậy, còn để người ta quên đến không còn một mống, cô làm sao có thể làm ra chuyện cặn bã như vậy. Diệp Oản Oản bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại gọi đến là Giang Yên Nhiên diệp oản oản hơi nhíu mày nhận alo vừa mới kết nối điện thoại di động đầu kia lập tức chuyển tới âm thanh kích động của giang yên nhiên diệp oản oản không cho phép cô xóa đi topic tôi đồng ý hợp tác với cô cô muốn hợp tác thế nào đều có thể tôi chỉ cần tống tử hàng ân hận lúc đầu đã làm sai ta muốn trầm mộng kỳ trả giá thật lớn đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy xem ra trầm mộng kỳ đã giải quyết tống tử hàng để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi không thành vấn đề diệp oản oản mở miệng cô bây giờ ngay lập tức sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào đừng nóng đại tiểu thư của tôi ơi cô trước tiên có thể tới gian phòng của tôi chúng ta từ từ nói chuyện diệp oản oản mới vừa nói xong liền phát hiện lời này là lạ tựa hồ là có cái gì không đúng thật giống như lời kịch kinh điển quy tắc ngầm trong vòng giải trí được tôi đến ngay Giang Yên Nhiên tự nhiên không có bất kỳ một lời từ chối nào liền đáp ứng lại Diệp Oản Oản lái xe đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 120